Ok rồi. Xin chào, xin chào. Dậy Dạ với vâng, 6 xin giờ chào sáng anh. à? Sớm vậy. Vâng em hay có thói quen là dậy sớm ạ, đọc sách vừa tập thể dục Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thói quen tốt. ạ. Dạ vâng. Chia sẻ một chút, em đang ở đâu nhỉ? Hải Phòng à? Dạ không, em đang ở Hà Nội anh ạ. À thế Vâng, em à? xin giới thiệu qua. Em là Hiệp, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Hiện tại em đang điều hành công ty nội thất gì ạ? Anh vừa có xem Dạ qua vâng. thông tin của em cũng như là website của em rồi. Nói chung là có nhiều vấn đề phải nói nhưng mà được rồi. Sau đó để sau ha. Rồi. Dạ vâng. Rồi em nói một chút về công việc của em đi. Tại sao lại muốn nói chuyện với anh và tại sao lại mà cái em mong muốn gì từ cái cuộc nói chuyện này? Dạ vâng, thì trước tiên là mình để em chia sẻ thật lòng với anh là về sơ bộ qua về em thì em là tốt nghiệp ngành xây dựng và mong muốn của mình là khi đi làm, em tốt nghiệp ngành xây dựng ấy thì đi ra trường thì em đã làm theo cái ngành nội thất này được 3 năm rồi thì em mong muốn là tách ra để lập nghiệp theo con đường này, nó cũng chính là cái ngành đam mê của em. Và cái lý do thứ hai là em mong muốn mang đến một cái đáp ứng được cái nhu cầu về nội thất, mong muốn là khách hàng hoàn thiện những căn hộ chất lượng và những cái mẫu mã đẹp nhất để khách hàng định hướng những khách hàng hướng tới một không gian xanh sống. Thì qua cuộc nói chuyện này thì em mong muốn là anh Duy như là hỗ trợ em để về quá trình em tập ra chiến lược marketing, là quá trình điều hành hay quản lý các đội ngũ của mình, và đặc biệt là quá trình bán hàng dành cho đội ngũ nhân viên sale ạ. Thế là ba vấn đề cơ hả? Trong một tiếng đồng hồ muốn bao nói chuyện ba vấn đề: marketing, bán hàng và quản lý. Vấn đề cao vấn hàng là quá trình bán hàng và marketing, còn vấn đề quản lý thì em cũng đã được trong quá trình thời gian đi học đại học ấy thì em cũng được tiếp thụ tiếp nhận và trau dồi rồi Ok, được rồi, mình cứ ạ. nói chuyện xem đến đâu thì đến. Nói chung là anh nói một tiếng nhưng mà nhiều khi câu chuyện nó đưa đẩy, giống như hôm qua tối qua anh có nói chuyện với một bạn khác thì cũng từ một tiếng cuối cùng thành 3 tiếng, bởi vì là cảm thấy là cái vấn đề cần phải nói nhiều hơn. Tất nhiên là sẽ phải tùy theo cái thời gian của anh và của em nữa, nhưng mà ý anh nói là mình cứ trao đổi rồi thì mình xem được tới đâu thì tới. Anh sẽ cố gắng trong khả năng của anh ha, cho em một số cái lời khuyên nào đó mà hy vọng sẽ có ích cho em, thế thôi. Ok. Rồi bây giờ nói một chút về cái công việc của em đi. Em vừa nói là thành lập được 3 năm. Em đi làm cái ngành nội thất này thì anh cũng biết là nội thất là một thị trường rất lớn và đã được có rất nhiều trên thị trường Việt Nam đấy ạ. Thì hiện tại nói thì ngành nội thất thì nó là một miếng bánh lớn và nó nằm trong thuộc là top đại dương đỏ chứ không phải đại dương xanh nữa rồi ạ. Rồi, bây giờ thực ra cái nào cũng đã được mở hết rồi. Vâng, thì là để vào tiếp thu, thế này em không dám chắc là mình khởi nghiệp trong ngành này nên em mới là nói với anh là em muốn lập nghiệp trên con đường này. Đấy, muốn lập nghiệp tại vì đó là đam mê cũng như là công việc em đã và đang hoạt động thì em tách ra em lập nghiệp. Vâng. Tách ra lập nghiệp Thế thì của anh. mà lại không phải khởi nghiệp à? Em có phải vừa nói là không phải khởi nghiệp mà tách ra lập nghiệp? À, thì để mà nói khởi nghiệp thì thường thường theo em được biết thì khởi nghiệp là khởi nghiệp trên một lĩnh vực mới mà Cái mình đó thì gọi là, cái đó nó đấy gọi là startup, nó cũng là khởi nghiệp thôi nhưng mà đó. nó là startup ở đó, mình không phải startup không sao, nhưng nó cũng là khởi nghiệp mà. Khởi nghiệp ở đây đơn giản thôi, chẳng qua là mình bắt đầu một cái sự nghiệp mới của mình. Còn nói về cái thuật ngữ mà Và chuyên chính xác về cái những cái người giống như là người làm IT phát hiện và phát triển những cái thị trường mới thì gọi là startup, thì nó là cái chính của nó là startup. Chứ còn anh thì bản thân anh vẫn nghĩ khởi nghiệp, mình làm cái gì cho mình mới từ đầu, và nó có rủi ro thì đều là khởi nghiệp hết cả. Ok, chúc mừng em trên con đường này. Ok rồi, sorry cắt ngang lời, em nói tiếp đi. thì qua anh được biết thì em cũng trao đổi anh về cái mô hình vận hành của mình ấy. Thì trong quá trình em vận hành như là đào tạo đội ngũ thì cũng vướng mắc thì về là tìm kiếm thị trường khách hàng đấy. Thứ thứ hai là anh là tiếp cận khách hàng, nói chung là em luôn đặt khách hàng là trọng tâm để vì để em mong muốn là giải quyết được mọi nhu cầu mong muốn của khách hàng. Nhưng mà lúc em đặt vào tìm kiếm khách hàng ấy thì vậy em đã trao đổi với anh là nguồn khách hàng thì ở đây mình sẽ tìm kiếm qua là dữ liệu
thừa data của ừ. khách hàng của em. Ừ. Để trước tiên em nói qua, khách của em là khách hàng của em là những người mà sắp nhận nhà ở những căn hộ chung cư sắp được bàn giao. Đối tượng của khách hàng thì của em thì được đánh vào là khu vực khách hàng là tượng trung bình khá. Đấy. Giao ừ. giao dịch của có gói nội thất nó khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng trên một lần thi công nội thất. Và thì để tiếp cận đến khách hàng này thì mình được thông qua nhất là data phân bổ về cho các bên marketing, bên sale, người ta thành có kịch bản marketing, kịch bản gọi điện. Xong là sau khi chủ nhà ưng được khách hàng ưng thì mình sẽ tiến hành là gặp chuyện và đàm phán, sau đó sẽ đến là ký kết hợp đồng là báo giá. Và còn thứ hai là mình tiếp cận với khách hàng của mình là qua qua mối quan hệ, đặc biệt là tạo mối quan hệ tốt với bên bất động sản cũng như là bên chủ đầu tư. Nhưng mà tại thì cái lĩnh vực này thì có các cái ông lớn đã nhảy vào trước rồi, nhưng mà cái mối quan hệ của họ với bên bất động sản, bên chủ đầu tư thì nó đã khăng khít từ trước bây giờ rồi. Nên là cái này thì may mắn, thì trong quá trình em khởi nghiệp thì cũng là may mắn, thì trong lĩnh vực này thì khi ở cái khu vực chung cư mới này thì em cũng quen được ở bên chủ đầu tư, nên là anh đấy cũng chỉ cho em một phần nhỏ của cái dữ liệu khách hàng đấy thôi, nên là để duy trì công ty thôi. Cái thứ ba đó là khách hàng này ở đâu. Khách hàng này thì em được phân bổ là hiện tại trong các group cũng như là group Facebook, fanpage của các căn hộ căn hộ chung cư mà khi người ta bàn giao lại thì người ta sẽ lập những cái fanpage để nơi cộng đồng, người ta gọi là cộng đồng cư dân đấy. Đấy. Đúng rồi, anh hiểu. Và em sẽ cho đơn nhân viên của em là các bạn đấy sẽ là nhiệm vụ là hàng ngày sẽ đăng bài cũng như là video, mình chỉ video về các hình ảnh nội thất cái thứ đấy để hướng đăng vào cái nhóm đấy. Nếu mà khách người nào ưng thì người ta sẽ bình luận và mình sẽ có tiến hành tư vấn. Nhưng mà hiện tại anh cũng biết là được ở trong cái lĩnh vực cái nhóm group đấy thì cũng không phải là có muốn đơn vị nội thất của em, mà là có tới gần trăm, hơn nhiều hơn trăm đơn vị nội thất tham gia vào nhóm group đấy. Bởi vì ai cũng làm như vậy. Cạnh thì nó rất khó. Đấy thì trong quá trình chỉnh trang thời gian ấy thì em công ty em cũng duy trì vận hành, thì em cũng nói qua cho anh là trong vòng 3 tháng thì doanh số của công ty tổng trong đã được 300 triệu đấy. Còn trừ đi các chi phí như là lãi, cũng như là trừ cái chi phí nhân viên với lại thuê văn bằng phòng các thứ thì em hiện tại là có lãi. Và thì em muốn là anh biết đâu anh có manh nha cho em một cái ý gì đó thoát qua được cái vòng luẩn quẩn của cái ngành trong cái lĩnh vực mà em đang hướng tới này. Em vừa nói là có lãi hay không có lãi, tại vì cái đúng cái từ đấy em bị mất tín hiệu. Hiện tại là trừ hết đi cái chi phí nhân viên này, tiền lương nhân viên này và văn phòng, hiện tại là em không có lãi. Không có lãi. Dạ vâng. Có tiền lương của em chưa? Dạ, tiền lương của em là chưa. Đấy thì em đang thế, em hỏi muốn cùng anh thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thế là bây giờ là đang trong giai đoạn là bù lỗ. À vâng, gọi là mình làm công công. Đấy. Ok, làm công công. Mà em làm được bao nhiêu lâu rồi? À thì đây là khi công ty mới thì em lập được 3 tháng rồi, em đã trao đổi với anh mà. 3 tháng thì các em gửi cho anh là hơn 2 năm làm việc, đó là cái gì? Hơn 2 năm làm việc đâu ạ? À đấy là em bước chân vào cái lĩnh vực này, còn tách ra khởi nghiệp thì được hơn 3 tháng. À tức là mới 3 tháng. Ok. À, đúng rồi. Tại vì anh tưởng là em làm việc đến 3 năm rồi. À không ạ, đấy. À em okay, tiếp xúc okay, nghề okay. này. Vâng. 3 tháng thì còn quá mới, em làm được bao nhiêu dự án rồi? À, tức là với cái công ty mới này, anh không nói là trong quá khứ em làm bao nhiêu dự án, mà bây giờ mình chỉ nói là cái business này của em thôi, thì em cái công ty này của em đã nhận được bao nhiêu dự án rồi? Hiện tại công ty này của em đã nhận được 2 công trình và đã tiến hành hoàn thiện xong rồi. Thì sang tháng tới thì em
cũng là em cũng là người chia sẻ với anh em là người hướng ngoại ấy. Em đi hay đi giao tiếp với lại các bên thì em cũng nhận thêm được một công trình mới ở cái tòa chung cư mà em nói cho anh là rất nhiều nội thất cộng đồng vào đấy ạ. Bên nội thất vào đấy ạ. Và thêm một cái đấy nữa. Nhưng mà cái nguồn khách của bạn thì vẫn không đủ để chi trả cho nhất là nhân viên cũng như là tiền văn phòng. Thì em muốn là tiếp cận thêm cái nguồn khách hướng khác. Thì em đang định hướng là sang về bên em cho nhiều hơn về bên marketing. Thì em thấy mình đang yếu phần đấy. Ok, như vậy thì em nghĩ rằng cái vấn đề chính của em hiện nay là marketing. Marketing và marketing và bán hàng đấy ạ. Thế là yếu phần đấy ạ. Trong thế quá trình thì... em chiến đấu marketing em có yếu gì không hay là có gì không thì mong anh Duy nhờ hỗ trợ em. Nào, marketing ở đây, ok, trước hết là anh muốn hiểu thật sự rõ xem là cái vấn đề chính của em nằm ở đâu. Bởi vì cái vấn đề em nhìn thấy đó là khách hàng không đủ, đúng không? Lượng khách hàng không đủ này thì nó có nhiều nguyên nhân. Tất nhiên là một trong những nguyên nhân mà có thể nhìn thấy được ngay lập tức đó là vì em quá mới. Và em quá mới thì nó sẽ đi kèm với vấn đề là gì? Cái tên tuổi của em không có. Kèm theo một cái vấn đề rất quan trọng trong cái lĩnh vực xây dựng. Đấy là cái kinh nghiệm. Đúng không? Em nói với anh là cái cách mà em làm marketing hiện nay là qua Facebook là chủ yếu và qua cái data và tức là ba cách em làm mà làm marketing. Một là qua data mà em mua được và ở đâu có đó có được và em telesale. Hai là qua giới thiệu nhưng mà một phần rất nhỏ, phải không? Đúng rồi. Và ba là qua Facebook. Ok. Và cái nhóm đối tượng khách hàng của em là những người có những người mới sắp nhận nhà, đúng không? Đấy, những công trình mới đã mua nhà và sắp nhận nhà muốn làm nội thất. Ok, em hiểu là em biết được đối tượng khách hàng của mình là như thế nào. Bây giờ trước hết nha, đầu tiên về em muốn nói về marketing thì trước hết nói một chút về marketing. Em xác định được đối tượng khách hàng của mình như vậy, vậy thì em hiểu gì về khách hàng của mình và tại sao em lại chọn những cái kênh marketing như thế? Thì để nói qua về cái đối tượng khách hàng em hiểu thì khách hàng của em thì nói phân khúc của em đánh vào là khách hàng trung bình khá và đặc biệt là những khách hàng nhận nhà ở khu vực chung cư đang sắp sửa bàn giao. Thì khách hàng này có ở đâu thì em sẽ tiếp cận trong cái là data này và thứ hai đó là trên cộng đồng group. Và em ý anh á, anh xin lỗi cắt lời một chút xíu, ý anh ở đây là đồng ý là em biết được khách hàng của em là những người có thu nhập khá, có tiền mua nhà thì chắc chắn họ phải có thu nhập rồi, họ phải có cái nguồn tiền tốt rồi. Thế nhưng mà em hiểu gì thêm ngoài cái việc đó? Bởi vì bây giờ em hiểu thế nào là marketing, marketing là nghĩa là như nào và như thế nào để gọi là marketing. Em phải hiểu được cái vấn đề đó thì em mới làm được marketing, đúng không? Bởi vì em đang muốn nói nhiều về marketing, anh sẽ hỏi em được vấn đề đó. Em hiểu như thế nào là marketing? Theo em được hiểu, có thể là về em không chuyên về cái phần marketing nhưng không, mà không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Mình làm kinh doanh thì đó là cái những cái hiểu mà cơ bản, không cần phải em qua trường lớp nào, em hiểu như thế nào. Bởi vì em đã làm rồi thì em phải có cái sự hiểu biết của em nhất định về cái marketing. Vậy thì em hiểu như thế nào? Thưa anh là theo em hiểu marketing đó là để tiếp cận tới những khách hàng tiềm năng của mình. Đưa ra được cho những hộ ta, đặc biệt là những cái giải pháp hữu hiệu để thiết là quảng bá thương hiệu, thứ hai là giải quyết được cái insight đau, gọi là cái mong muốn này, cái nỗi đau của khách hàng. Và từ đấy thì sẽ có cái công hướng tới là cái công việc của mình. Và đặc biệt thì marketing cần rất nhiều các hạng mục khác nhau chứ không phải là có nền tảng riêng là marketing Facebook. Hoặc là chạy áo hay là YouTube mà nó còn có là vấn đề về câu chuyện thương hiệu và định vị chiến lược rõ ràng, với lại đặc biệt là mình trong ngành nghề này thì mình tạo được cái sự khác biệt.
Ok, Vâng. em nói khá là đầy đủ, giống như là đã đi học một khóa marketing nào đó, hoặc là đã đọc nhiều sách rồi. Nhưng mà em hiểu như vậy. Vâng. Thế thì em đã làm gì dựa trên cái sự hiểu biết đó của em? Thực ra Cái việc, thì em ừ, như đã anh, để... em nói đi. Vâng, ý anh mình đã em đã làm được cái gì trong cái nền tảng marketing mà em vừa hiểu được đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì là em có nói là marketing là rất nhiều thứ như thế, từ thương hiệu cho đến việc quảng cáo cho đến việc tương tác với khách hàng qua các mạng xã hội, rồi thì nói về bản thân mình, nói về sản phẩm, nói về cái cách mình giải quyết vấn đề cho khách hàng như nào, đúng không? Đó là cái em hiểu. Vâng. Thì em hiểu, anh thấy em hiểu rất nhiều như thế, nhưng mà em mới chỉ làm qua Facebook, làm qua data, tele sales. Vậy thì còn những cái mảng Vâng. khác mà sao em đã hiểu như vậy, thì tại sao em không khai thác những cái sự hiểu biết đó của em và làm đến những lĩnh vực khác? Tại vì qua mới biết là để muốn khác biệt thì hiện tại trong khác biệt cái ngành của em thì để tìm một cái điều khác biệt trong cái thị trường lớn thì nó rất khó, trừ khi mình đánh hẳn vào một cái phân khúc nó khác hẳn phân khúc nhỏ ngách thị trường ngách trong nội thất thì khác biệt, và mà nếu mình cứ chung như này thì có khác biệt. Vậy cái lại thứ hai là còn có một việc em vấn đề em chưa làm là em đưa tất cả những cái khách hàng trong các chung cư hoặc là khách hàng sắp sửa bàn giao nhận nhà đấy thì vào một trong cái cộng đồng đấy, người ta ở Việt Nam gọi là Zalo đây. Đấy. Thì em đang tiếp cận đưa hết cho người ta vào cái một cái nhóm Zalo từ đấy hàng ngày thì em sẽ đăng những cái thông tin ích hữu ích, ví dụ như là quá trình hàng nhận nhà thì mình phải làm gì, tiếp theo là em nói hơi sâu về cái lĩnh vực của em Em cứ thì nói đi, em anh cứ nói đi, em cứ nói đi, em cứ vâng. nói đi, anh hiểu mà, em cứ nói đi. Hiện tại em mới biết thì đưa hết vào nhóm Zalo thôi đó, hàng ngày mình quay em xong là em sẽ cho nhân viên là đăng cái bài có ích về đấy gọi đấy, dần dần thì người ta sẽ xây dựng một cộng đồng lâu dài đấy, có tin tức cập nhật gì thì mình sẽ post hết lên đấy. Nhưng mà cái mắc nhất khi tạo cộng đồng đấy thì là khi mình đăng lên đấy thì đầu tiên thì ít người có như anh chẳng hạn, anh có căn hộ anh để vào tự nhiên vào một cái quét cái Zalo nhóm Zalo mà chưa đâu vào đâu và không biết rõ thông tin như thế nào thì chủ nhà rất khó hướng tới, nên là cần cái sự giúp đỡ của bên cái người chính cái quản trị người lập ra cái page đấy đăng lên. Nhưng mà hiện tại để tiếp xúc tiếp cận cái chủ quản trị viên đấy thì nó lại khó. Tại sao lại khó? Họ không trao đổi với mình à? Tại vì khi quản trị viên đấy thì người ta cũng đã tiếp cận với các bên nội thất khác, người ta sợ mình vào thì mình sẽ Spam lấy quảng mất đi cáo. cái nguồn khách hàng và spam hoặc và lấy đi cái nguồn khách hàng mà người ta đang định hướng tới cho các công ty nội thất khác ấy. Và Ok, đó là một chuyện, đó là một việc Zalo. Nhưng mà em nói về cái vấn đề về marketing ở đây là về thương hiệu, về đưa ra giải pháp cho khách hàng. Nào, bây giờ sang cái vấn đề nhỏ hơn một chút xíu về cái giải pháp cho khách hàng. Em nói nhiều về vấn đề là em muốn đưa ra cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng. À, anh xin lỗi chút xíu nhé, chờ anh 2 giây để anh gọi điện thoại này, có hẹn. Ok rồi, sorry. Nào, em nói về cái vấn đề là em muốn đưa ra giải pháp cho khách hàng. Dạ vâng. Vậy thì em hiểu, là quay lại cái câu hỏi vừa rồi của anh, em hiểu cái giải pháp mà khách hàng cần là gì? Thế Thường nào là em, là thì tại cái sao giải em nói lại là em có thể đưa ra cái giải pháp tốt nhất để cho khách vâng hàng? thì trong quá trình em đi làm ấy thì biết khách khi chủ nhà mà tìm kiếm một cái đơn vị thi công thì rất nhiều đơn vị mà các đơn vị thi công thì chủ nhà rất băn khoăn khi phải đau đầu suy nghĩ phải chọn cái đơn vị nào, thì mình muốn là thứ nhất là chọn đơn vị này, thứ hai là quan tâm tới vấn đề là chất lượng, thứ ba là giá thành. Thì em muốn đặc biệt là khi làm nội thất ấy
thì chủ nhà phải tự tự mình đi mua những cái hạng mục nhỏ lẻ khác, như là sẽ mất cái thời gian mà của chủ nhà. Thì em mong muốn là em cái giải pháp của em là hoàn thiện hết và giúp đỡ khách chủ nhà, đặc biệt là từ khâu chất lượng đến cái mong muốn là chủ nhà có một cái căn hộ đẹp và giá thành hợp lý. Đấy là em nghĩ là cái vấn đề của khách hàng. Có thật là họ gặp cái vấn đề đấy không? Thì qua Chẳng em lẽ cũng đã qua và anh cho anh ngắt lời chút xíu. Cái thị trường, cái công việc mà em đang làm á, nó là một cái ngành lĩnh vực kinh doanh rất lâu đời rồi, đúng không? Rất nhiều đúng năm rồi, và đúng hàng không phải hàng trăm mà thậm chí là hàng ngàn, và thậm chí là hàng chục ngàn công ty như em giải khắp trên đất nước Việt Nam. Đó. Và ở trong cái khu vực đúng nơi nơi em làm việc, em tập trung thì cũng đến hàng trăm công ty rồi. Chẳng lẽ lại không ai nhìn ra được cái vấn đề mà em đang nhìn thấy hay sao? Mà không ai làm được cái điều đó cái hay sao? vấn đề cũng có thể là các ông lớn người ta cũng nắm được cái lĩnh vực đấy, nhưng mà và đi sâu một cái nữa thì em rất hỏi rất nhiều khách hàng rồi, thì đó là các hạng mục là tất cả các ông lớn hay các bên khác là chưa có một cái gọi là trang web tổng thể về các sản phẩm nội thất. Ví dụ là mình mua làm nhà thì có là mẫu như là mẫu chậu rửa hoặc vòi này, mà các ông lớn thì chưa có cái website chỉ rõ là các mẫu này để cho khách hàng có thể chọn lựa và cái hình ảnh thực tế. Vậy thì em đang định hướng tới là xây dựng thêm một cái website cộng đồng, website cũng như là website chỉ khi em đi gặp khách hàng thì em sẽ trình chiếu cho họ để họ chọn lựa cho đúng cái mẫu mã của mình và cái đấy, nhưng mà Ok. hiện tại thì vẫn chưa tiếp để mà triển khai đấy. Ừ. Như vậy là em đã thấy được một vấn đề và có thể giải quyết được nhưng mà em chưa làm được, đúng không? Tức là khách Đúng hàng rồi. họ nói rằng, em nói chuyện với bao nhiêu người? Em nói chuyện với người thứ ba, mà cũng là em cảm thấy khách hàng của em là lúc đi làm thì khách hàng tầm thu nhập của người ta cao, như là cái tư duy của người ta tốt ấy, nên là người ta định hướng khá sâu về cái phần này. Ok. Rồi em đã làm một việc rất là tốt, đấy là nói chuyện với khách hàng và khảo sát cái cách suy nghĩ của người của cái khách hàng tiềm năng của em. Và em đã nhìn thấy một cái vấn đề, thì đó có thể là một cái vấn đề đúng. Thì khi mà em đã nhìn thấy cái vấn đề như vậy rồi á, thì cái giải pháp như vậy em có thể đưa ra. Nhưng mà anh đang nghĩ một vấn đề như này. Nói sâu một chút về cái ý tưởng đó vừa rồi của em á, thì nếu như mà em nghĩ rằng em sẽ xây dựng một cái website để có thể là đưa ra tất cả những cái sản phẩm mà khách hàng có cái sự lựa chọn, đúng không? Thì tại sao em lại chỉ dừng lại ở việc là giới thiệu hoặc trình bày nó với những khách hàng mà em đi gặp? Tại sao lại không phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy? Bởi vì như em vừa nói, khách hàng không thể nào mà tìm kiếm được cái nguồn như thế, đúng không? Vậy thì tại sao lại phải giấu giấu đi để cho những người nào mà em gặp em mới cho họ biết? Thì anh hình dung là cái website đấy thì bất kỳ một khi nào bất kỳ một công ty khác người ta có thể lập được hết, làm được hết, nên là mình phải giấu đi cái như kiểu là McDonald's hay thì phải người ta có bếp trung gian, thì mình cũng phải có một cái gì đó là riêng của mình, cái chất riêng của mình. Ok. Em được hiểu như vậy. Rồi, được rồi. Anh sẽ quay lại nói về vấn đề này sau. Nhưng mà thế này, ok. Đó là vấn đề thứ nhất. Nào, còn cái vấn đề khác về marketing. Em nói về vấn đề thương hiệu. Em Đúng rồi. đã có triển khai gì và có hành động gì, kế hoạch gì cụ thể cho cái thương hiệu của em? Thực tại là chia sẻ với anh là cái thương hiệu của em là một thương hiệu mới, thì em tiếp cận đến khách hàng thì cũng khó. Em mới có chờ lập web và website và định hướng tới và quảng cáo nó, thì quảng cáo thì em cũng chưa chạy quảng cáo cho website là nhiều, thì em đang chuẩn bị tiến hành cho là chạy trên nền tảng là Google hoặc là có SEO này, Google và chạy quảng cáo Facebook cũng như là mỗi lần nhắn tin đến khách hàng thì em thường đặt link luôn website của mình vào đấy để khách hàng có thể thời gian tìm hiểu hơn. Anh nghe em nói thì có vẻ như là em đều đã có kế hoạch cho tất cả mọi thứ mà anh hỏi. Vậy thì
Đúng không? Giống như là về thương hiệu em cũng đã có kế hoạch là làm cho website cho khách hàng. Về quảng cáo em cũng đã có kế hoạch chuẩn bị làm. Về cái này cái kia em cũng đều đã có kế hoạch. Vậy thì em đã có kế hoạch tất cả mọi thứ rồi thì anh có thể tham gia được cái gì, bởi vì là gần như là em đã có một những cái kế hoạch em sẽ triển khai. Nhưng vì em chưa triển khai Vâng. thì làm sao mình biết được hiệu quả? Là marketing không có một cái công thức chung nào cho tất cả các cái business, các công ty, kể cả những công ty lớn như ngày xưa anh làm, những công ty mà mỗi một năm chi ra hàng triệu đô chỉ cho việc quảng cáo không thôi. Thì Vâng. marketing đều phải là dựa trên cái việc thử và xem đánh giá kết quả và điều chỉnh. Chứ không thể nào nói được rằng là em làm cái này nó sẽ hiệu quả. Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái tính thời điểm, rồi thì với khách hàng, rồi thì cái cách thức mình làm như thế nào nó khác nhau, nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau. Thậm chí là cái hoạt động mình đưa ra nó sẽ có những cái kết quả khác nhau. Cho nên là anh thấy là em đã có nhiều kế hoạch rồi, thì bởi vì em chưa làm cho nên là em chưa thể nói được nó hiệu quả hay không. Mà bây giờ anh có vẻ như anh hỏi gì thì em cũng đã đều kế hoạch. Thế thì làm sao mà có thể nói được rằng là em lại mới có 3 tháng nữa. Vậy thì làm sao để có thể nói được là em chưa hiệu quả? Bởi vì tất cả những cái mà em đã lên kế hoạch đó em đều chưa làm. Đúng không? Tại vì thì để em chia sẻ thêm là cái em cả đang bị gặp vướng mắc nữa là khi mỗi lần em tiếp cận với khách hàng thì mình đưa ra cái báo giá cũng như là báo giá này cũng như phương án thì khách hàng đã xem và có khả năng ưng, nhưng rồi bỗng chợt nhận ra khách hàng lại chuyển sang một đơn vị khác. Đấy. Thi công không phải là chọn đơn vị mình, mặc dù cái giá thành của em là thấp, thấp hơn các đơn vị khác, em vẫn chưa hình dung được nó là câu Em chưa chuyện hình như dung được. thế nào. Em chưa hình dung được đúng không? Và Nó có thể liên quan đến cái việc trước hết là nó có thể liên quan đến cái việc là bán hàng của em, ai là người đi gặp khách hàng, em hay là ai khác? Em gặp khách hàng phải không? Em dạ tìm khách khách hàng và deal với vâng khách hàng. à thì đầu tiên em sẽ gửi qua Zalo các thứ, xong đó sẽ em là người trực tiếp đi gặp khách hàng luôn. Ok, em đã đến được bước gặp khách hàng là em đã thành công 50% rồi. Thì chúc mừng em về cái vấn đề đó. Nào, cái vấn đề về tại sao mà khách hàng xem xong báo giá nhưng lại không phản hồi thì anh đã có những video nó nói về vấn đề này. Tuy nhiên, bây giờ anh muốn quay lại cái vấn đề liên quan hơn, gốc lõi, cốt lõi hơn của nó. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà khách hàng đã đồng ý với em. Có nghe anh nói không? Có vẻ như hơi 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 chập chờn phải không? Hay là vẫn nghe Không ạ, được? em vẫn nghe rõ anh ạ. Ok. Em vẫn nghe Rồi. rõ. Ok. Cái nguyên nhân vì sao mà khách hàng lại đồng ý, tức là có vẻ hài lòng với giá của em từ ban đầu nhưng lại thay đổi phút cuối, thì nó lại liên quan đến cái vấn đề tâm lý của người tiêu dùng. Mà chính vì thế mà cho nên anh mới liên tục hỏi em là em hiểu gì về khách hàng của em. Cái chuyện là họ có căn nhà, họ có thu nhập cao là một chuyện, nhưng mà em phải hiểu xem cái tư duy của họ như thế nào thì em mới 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 có thể là khai thác được họ một hiệu quả. Anh lấy ví dụ đơn giản nhé, bởi vì anh không làm trong lĩnh vực xây dựng của em, cho nên anh không biết về anh chưa tìm hiểu. Nhưng mà một cái tâm lý chung mà anh hiểu, bởi vì anh cũng là người chi tiền để làm nội thất, anh cũng là một khách hàng của em mà đúng không? Thì Và cái tâm lý chung đầu tiên mà mình nghĩ đến đó là bỏ tiền ra 100 triệu, 200 triệu để làm nội thất cho căn nhà của mình, thì cái quan tâm đầu tiên nó phải là cái vấn đề về chất lượng. Đúng không? Như bản thân anh chẳng hạn, ok, anh tiền ít, anh làm ít, nhưng nó phải chất lượng. Anh tiền nhiều, anh làm nhiều, nhưng nó cũng phải chất lượng. Đúng không? Chứ không phải là vì đúng rồi. chỗ này 200 triệu, chỗ này 100 triệu, mình sang là 100 triệu để có được căn nhà. Không phải như vậy. Cho nên là cái giá trong cái lĩnh vực này, cái giá chưa phải là cái vấn đề cốt lõi. Em mua nhà mới, đặc biệt em lại còn là đưa như vậy là những người nhà mới ha. Nếu như mà em nhắm vào đối tượng khách hàng là đầu tư thì cái tâm lý của họ, cái tư duy của họ sẽ khác. Đối với những người đầu tư, bởi vì anh cũng làm trong lĩnh vực bất động sản, những người đầu tư họ sẽ không quan tâm quá nhiều đến vấn đề chất lượng hoặc là cái vấn đề chi tiết cầu kỳ của căn nhà, bởi vì là họ không ở, họ mua để cho thuê lại, họ mua để sao, bởi vì nó sẽ có khấu hao và những khấu hao đó sẽ tính vào những khoản chi phí đầu tư, và rồi họ có thể là họ sẽ phải, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề duy cái gì nó gọi là bảo trì bảo dưỡng gì đó của tất cả những cái vật liệu xây dựng đó trong khoảng thời gian, đúng không? Thì đối với người đầu tư, khi mà đầu tư quá nhiều vào những cái tiểu tiết như vậy thì nó là lãng phí,
không phù hợp, không hiệu quả cho cái đầu tư. Nhưng mà em lại vào hướng với khách hàng là mua nhà mới để ở, đúng không? Thì với những cái người như vậy, tâm lý của họ là gì? Họ muốn một căn nhà để họ ở, để có cho gia đình, cho bản thân mình nó thực sự đẹp, và họ sẽ ở trong lâu dài. Vậy thì cái giá không phải là cái vấn đề chính, mà em lại đang đi về cái vấn đề về giá. Cái lý do vì sao mà anh nói, bởi vì ở đây á, là khi mà khách hàng đến với em á, đồng ý là họ có thể họ hài lòng với cái giá của em, nhưng mà cái lý do, một trong những lý do mà anh có thể ngay lập tức anh nghĩ ra là có vẻ như là em chưa thể hiện được cái sự kinh nghiệm cũng như là cái chất lượng hay là cái sự uy tín của mình. Có thể một phần bởi vì em quá mới. Nhưng mà em có đồng ý với anh cái chuyện là trong cái vấn đề này, trong cái lĩnh vực của em ấy, thì giá không phải là cái yếu tố quan trọng nhất. Có đúng như vậy không? Tùy thuộc theo, đó chỉ là câu chuyện khoảng 80% như vậy, còn 20% khách hàng vẫn thiên về giá hơn chất lượng. Ừ. Giá chứ bao giờ là... đang chỉ chất lượng nói thì cũng như là em sẽ hướng tới những sản phẩm chất lượng chứ không là những sản phẩm không chất lượng. Nên là em sẽ bỏ đi khoảng 20% khách hàng thêm về giá, và câu chuyện của em cuối cùng chỉ liên quan đến chất lượng. Thế nhưng mà em lại gặp vấn đề về, em gặp vấn đề là khách hàng, em vừa nói với anh là khách hàng báo giá, thấy giá hài lòng, thấy giá thấp, thấy giá hợp lý, không phải thấp mà là hợp lý, nhưng mà sau đó lại quay đi. Thì chứng tỏ rằng họ chưa nhìn thấy các giá trị khác ngoài cái vấn đề giá. Em có nghĩ như vậy không? Bởi vì họ chỉ quan tâm đến giá thôi, nhưng mà họ chưa nhìn thấy được những cái giá trị khác từ em, cho nên họ không có cái gì để đem ra để cân nhắc. Nào, với những khách hàng mà được giới thiệu tới em, ví dụ như là anh này, anh kia giới thiệu cho em, có thể họ đã có sự tin tưởng nhất định, bởi vì họ được giới thiệu, cho nên là họ đã vượt qua được cái vấn đề đầu tiên là vấn đề tin tưởng. Cho nên họ sẽ dễ chấp nhận về vấn đề giá. Nhưng mà với những khách hàng mới, anh đã nói để trong tương lai của em á, nếu như em xác định rằng em đi về vấn đề chất lượng, thì em sẽ phải làm phản ánh được tất cả những chất lượng đó để cho người ta nhìn thấy trước khi em, và người ta sẽ không bị giá của em làm cho dao động. Nào bây giờ nhá, anh bình thường á, bình thường thông thường thì anh sẽ không có chia sẻ nhiều về cái vấn đề các kỹ thuật, bởi vì trong những buổi trao đổi như này anh sẽ mang tính chất định hướng thôi. Nhưng mà anh, bởi vì anh đã có nhìn xem qua một số cái web thông tin của em, đặc biệt cái website của em, thì anh thấy một số điểm mà anh muốn đưa ra cái đánh giá để em có thể, em hy vọng rằng em nếu như thấy đó là hợp lý thì em sẽ điều chỉnh ha. Nào em nói về cái vấn đề, em nói về cái vấn đề chất lượng cũng như là giải pháp cho khách hàng. Nhưng mà ngay lập tức anh vào trang web của em, anh không thấy cái điều đó. Anh đang mở trang web của em đây, nội thất IC đúng không? Đúng rồi. Ngay lập tức vào là gì? Tầm nhìn và sứ mệnh. Em thử vào trang của Apple, trang của những cái trang web lớn nhất thế giới, các công ty tỷ đô, có ai người ta nói về tầm nhìn sứ mệnh, mặc dù là họ rất là lớn. Em nghĩ là khách hàng họ có quan tâm đến tầm nhìn và sứ mệnh của em hay không? Không, em đúng không? Nói quá nhiều. Anh xin lỗi nha, anh đang nói không phải là anh gì đâu, mà anh chỉ muốn chia sẻ thôi. Anh đang cố đặt câu hỏi để em hiểu, chứ không phải là vấn đề là anh chê trách cái gì đâu nhé. Mà chỉ là mang tinh thần là xây dựng thôi ha. Khách hàng họ không quan tâm, không quan tâm tới em là ai, không quan tâm tới cái tầm nhìn của em thế nào. Kể cả là em có mua máy điện thoại của iPhone đi nữa, thì em có quan tâm đến tầm nhìn của Apple là gì không? Không bao giờ. Em quan tâm đến cái sản phẩm đó, và cái dịch vụ, cái giải pháp mà họ đưa ra. Cho nên là nào bây giờ ấy, trong cái thời buổi hiện nay ấy, khách hàng họ đưa ra cái đánh giá về một công ty đó, một thương hiệu đó rất nhanh. Mở website ra, mất khoảng 10 giây, 5 giây, 10 giây để vào cái website đó. Họ có cái nhìn sơ qua, họ không thấy, thực sự là anh vào trong web của em, anh không thấy được cái giải pháp cho anh là gì nếu như anh là khách hàng. Rất khó để thấy, không phải là không có, nhưng rất khó để thấy. Thứ nhất là ngay lập tức là em dành quá nhiều thời gian để em nói về em, mà em không cho khách hàng thấy được giải pháp của mình. Người ta đi á, nào, đúng ra là anh nên nói để em tự tư duy, nhưng anh nói luôn với em thế này.
Em từ bây giờ em hãy thay đổi lại cái cách suy nghĩ của mình, đó là khi mà em nghĩ về một chiến lược nào đó, kể cả marketing, kể cả bán hàng, đúng không? Thì em hãy nghĩ theo cái lối nghĩ của người khách hàng của em. Em đặt mình bây giờ mình là một người mới mua được nhà, mình đi tìm cái nhà cung cấp nội thất để thiết kế nội thất cho căn nhà của mình, thì mình sẽ làm như thế nào, cái trình tự đầu tiên như thế nào. Theo như em đã hiểu khách hàng của em rồi, thì cái quy trình, cái quá trình mà khách hàng bắt đầu từ việc là nghĩ đến việc trang trí nội thất cho đến cái giai đoạn cuối cùng là quyết định bỏ tiền ra thuê một cái đơn vị thi công nào đó, thì cái quy trình đó nó sẽ diễn ra như thế nào? Em thử nói cho anh xem nào. Vâng, thì cái quy trình mà khi mà coi như là mình đi nhận nhà thì mình nhất là tìm nhận nhà và giao chủ đầu tư, thứ hai mình sẽ tìm một cái bên nội thất vào, và thứ ba là lên báo giá sơ bộ cũng như là concept ý tưởng. Đấy. Không không Sau không không khi báo giá từ 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 đã, từ đã anh xin phép anh ngắt lời một chút xíu. Đấy là em đang nói về quy trình làm việc của em, nhưng mà anh đang nói về cái quy trình mà khách hàng. Mà bây giờ anh lấy ví dụ này nhé, bây giờ anh muốn mua một chiếc xe máy mới ha, thì đầu tiên anh phải bắt nguồn từ cái việc là anh không có xe để đi làm, thì ở đây là khách hàng của em có nhà nhưng mà thiếu nội thất rồi. Thế bây giờ cái quá trình mà họ đi tìm cái người bán là như thế nào? Ví dụ anh mua xe chẳng hạn, thì đầu tiên là gì, em mua xe máy chẳng hạn, đầu tiên em có thể em lên trên mạng em Google em search xem là, có thể nếu như mà trước đó em đã có xác định sẵn là mình đã mua một hãng xe gì rồi thì nó đơn giản. Ví dụ em muốn mua xe của Honda, muốn mua xe của Yamaha, anh nói xe máy ha, thì em sẽ lên trang web của cái công ty Yamaha, hoặc là em tới đại lý của Yamaha, hoặc là em lên em đánh xem là em gõ trên Google là loại xe Yamaha nào tốt nhất, anh lấy ví dụ như vậy. Thì đó là cái quá trình mà khách hàng đi tìm hiểu về một công ty nào đó. Ở đây mình đang nói về marketing, mà em như em nói với anh ấy, marketing là để cho khách hàng biết đến mình, đúng không? Vậy thì khách hàng biết đến mình thì họ phải có quá trình họ tìm hiểu về bản thân của em. Vậy thì em phải hiểu được cái quá trình đó như thế nào thì em mới làm marketing được. Em phải biết họ đi qua cái kênh nào, họ tìm kiếm thông tin ở đâu, như thế nào, thì em mới tập trung em làm marketing vào cái những cái vấn và yếu tố đó, có phải không? Vâng, đúng rồi. Vậy thì đúng rồi, vậy thì thử nói với anh xem là cái quy trình theo em hiểu. Anh sẽ không nói với em, mà anh muốn em nói với anh là cái quá trình khách hàng tìm kiếm đến em, họ sẽ phải trải qua những giai đoạn và những cái hành động như thế nào, thật cụ thể. Vâng, như anh vừa trao đổi em một vài ví dụ thì đầu tiên khách hàng sẽ nhất là đến khách hàng sẽ đến cái căn hộ mẫu đầu tiên của chung cư đầu tiên. Căn Hai, hộ người ta sẽ mẫu. lên Google. Google. Google và Facebook, Google, gọi là Internet, nguồn Internet. Ok, Internet. Google search. Và cái Rồi. thứ ba thì người ta có thể đến tận showroom. Nhưng cái điều đến tận showroom hoặc là đến văn phòng này thì hiếm ạ. Nào, showroom ở đây là người ta đã biết về em rồi, người ta mới đến showroom. Người ta đã phải xác định được xem là muốn dùng em rồi, hoặc là tức là trong đầu người ta đã phải có hai ba lựa chọn rồi thì người ta mới cất công đến showroom xem, đúng không? Đúng rồi. Đó, ok, Internet, Google search, tiếp theo là gì nữa? Hoặc là tiếp theo là hỏi thông tin qua bên chủ đầu tư hoặc là bên bất động sản. Chủ đầu tư bất động sản, những người bán nhà cho mình. Và hoặc là tiếp cận đến những cái đấy là Google Internet rồi. Thì tại em hướng như vậy, thấy như vậy. Anh không nói em hướng, đừng, anh bảo dừng lại, đừng bao giờ nghĩ mình hướng cái gì. Khách hàng của em làm như thế nào, em phải đặt mình vào trong cái tình Hàng huống em là một người đi đi mua nhà, đi mua tìm nội thất cho bản thân cho căn nhà của em sẽ làm thế nào thì khách hàng của em sẽ làm như thế. và đấy thì khách Dừng hàng lại, của dừng em thì như vậy. chỉ đơn giản vậy thôi. Căn hộ mẫu, Google search, liên hệ với nhà đầu tư bất động sản. Ok. Bạn bè đi sao? Em có giờ em hỏi bạn bè về những cái vấn đề đó không? Như giả sử như em biết một bạn bè nào đó vừa mới xây nhà xong, liệu em có đi hỏi ý kiến bạn bè em không? Ở đấy còn nữa là những mối quan hệ em nghĩ là cũng em có Sorry, anh có nói gì mà không 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 đúng ý hay không? Con nói gì sai không? Mà thấy em có vẻ là hơi căng thẳng.
À, hay thì là hay, hay là đã viết nếu à? đang À, nào vậy. đừng đừng anh muốn anh mình trao đổi thoải mái, bởi vì thực sự đôi lúc là anh hơi nhiều khi mà anh nói vào cái vấn đề gì mà anh cảm thấy nó hào hứng thì anh hơi nhiều năng lượng chút xíu, nhưng mà thật sự thoải mái, bởi vì anh thấy căng thẳng thì anh sẽ ngừng lại, anh không nói nữa, tại vì anh nghĩ là anh đang nói sai cái điều gì đó ha. Anh đang chỉ muốn để giúp em hiểu, anh hoàn toàn có thể đưa cho em được các cái kế hoạch, nhưng mà nó sẽ không giúp em trong dài hạn, mà anh muốn giúp em cái định hình cái cách suy nghĩ. Bởi vì làm marketing em phải có cái tư duy, làm sale phải có, làm business phải có cái tư duy ha. Rồi bây giờ giả sử như là khách hàng của em có bốn cái nguồn đấy đi, sau khi mà họ đã qua bốn cái nguồn thông tin đó rồi, là căn hộ, là Google Search, là qua bạn bè, là qua chủ đầu tư, tiếp theo họ làm gì? Căn hộ mẫu, Google Search và chủ đầu tư. Tiếp Tức là theo qua qua những cái kênh này ấy, họ sẽ biết được một danh sách khoảng 3 nhà đầu tư đi chẳng hạn, à quên, ba ba nhà ba đơn vị thi công đi chẳng hạn, trong đó có em và hai đơn vị thi công nữa, đúng không? Thì tức là tất cả những công việc tìm kiếm đó là để lựa chọn ra một danh sách những cái đơn vị thi công mà mình cảm thấy có thể phù hợp với cái khả năng của mình, đúng không? đúng rồi. Đó, bước tiếp theo là gì? Tiếp theo là người ta sẽ là hỏi về cái bản thiết kế cũng như là bên bắt các như là nhờ các đơn vị khác lên cái báo giá sơ bộ, xong rồi Ừ. từ báo sơ bộ đấy thì người ta sẽ từ ba cái công ty mình chọn đấy, xong mình sẽ tổng kết lại bên nào thiết kế đẹp này hoặc là bên nào giá tốt này. Nhưng mà có những khách Ừ. hàng thì lấy những cái thiết kế ở công ty này và đưa cho công ty khác để nhờ báo giá, Đúng. và đấy thì theo được viết như vậy. Sau đó Ừ. người ta tổng kết lại xong là lại truy xét ra được cái đơn vị cần thi công, mà lại nghiên cứu thêm sâu hơn về cái đơn vị cần thi công, và cuối cùng mới ra đưa ra cái phương án là chọn đơn vị thi công. Ừ. Và Có nghĩa là sau khi đã tìm được đơn vị thi công rồi thì bắt đầu đi cái quá trình là tìm xem cái đơn vị nào cho mức giá báo giá thấp nhất, báo giá thấp nhất theo cái thiết kế mà họ ưng ý, phải không? báo giá và chất lượng. Chất lượng thì quá trình gặp nhau hoặc là thành phẩm thì mới quan sát được chất lượng. Có thật như vậy không? Làm thế Vâng. nào để em biết một, bây giờ anh hỏi em này nhé, khi mà em lựa chọn một đơn vị thi công em chưa làm với họ bao giờ, làm sao em có thể đánh giá được cái đơn vị này tốt hay không tốt? Đấy lại quay về cái câu chuyện niềm tin, thì để được biết đơn vị tốt hay không tốt thì mình sẽ có thể là khách hàng sẽ hỏi cái những người đã thi công một đơn vị này. Ừ. Nếu như đó là một cái đơn vị mà họ chưa gặp bao giờ thì làm sao họ hỏi được? Anh giả sử cho em nhé, bây giờ em vào một cái em mua xe máy đi chẳng hạn ha. Em vào một cái tiệm mà một cái showroom mà bán rất nhiều các hãng xe khác nhau. Trong đó thì có cái hãng xe Honda, Yamaha và một số hãng xe khác, Piaggio và một số hãng xe khác. Thế thì tại sao em lại, anh nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ đánh giá rằng ba cái hãng xe đó là cái chất lượng hãng xe có chất lượng tốt, không phải không? Thế tại sao họ chưa dùng bao Rồi. giờ, tại sao họ vẫn biết được là những cái hãng xe này có chất lượng tốt? Vì thứ nhất là qua các kênh marketing cũng như là bạn bè khẳng định các thứ thì người ta hiểu được cái vấn đề đấy. Ừ. Và Đúng đặc không? biệt là những bạn rồi. Đó. Tức là đó, em nghĩ là em dần dần em đi đúng hướng rồi đó. Em đừng nghĩ rằng là khách hàng phải làm việc với em thì mới thấy được cái chất lượng tốt. Nếu em nghĩ như vậy thì cái thời gian đầu khi mà em làm sales, khi mà làm marketing á, thì em sẽ chỉ tập trung vào vấn đề giá mà thôi. Mà em không biết làm thế nào để mà làm nổi bật được cái chất lượng của mình. Khách hàng mà thấy được chất lượng á, tất nhiên là chưa dùng chưa làm thì làm sao mà biết được chất lượng thực sự, nhưng mà có rất nhiều cách để mà họ có thể biết được cái đánh giá được cái chất lượng sơ bộ và để từ đó đặt niềm tin.
các công ty lớn, tại sao họ có thể là các ông lớn mà em nói, tại sao họ có thể họ tạo được niềm tin cho khách hàng, kể cả những khách hàng mới đâu, bởi vì là những cái công trình họ đã là khách hàng có thể nhìn thấy. Đấy mới chính là cái vấn đề mà tạo niềm tin lớn đối với những người làm trong vấn đề xây dựng. Em là nhà thầu, em là nhà thi công, mà dù có em có nói trình bày hay đến đâu, nhưng mà em chỉ cần một phút thôi, một công trình của em làm không có vấn đề gì, nó bị vấn đề gì đó thì coi như là hỏng hết, đúng không? Đúng rồi. Giá cũng có thấp đến đâu đi nữa, nhưng mà em bị cái phốt như vậy thì người ta cũng sẽ không đi theo em, bởi vì em người ta sợ cái rủi ro như vậy sẽ xảy ra. Dạ vâng. Đó. Vậy thì em phải suy nghĩ rằng là đối với khách hàng ấy, cái việc niềm tin ở đây nó không chỉ một phần là từ cái việc hai bên phải làm việc với nhau thì mới thấy được. Cái đó là cái chuyện quá đơn giản và quá rõ ràng rồi. Nhưng mà làm sao mà đến được cái bước đó? Mình không thể đến được cái bước đó nếu như mình không bán cho khách hàng. Mà trong cái lĩnh vực của em thì cái niềm tin là cái rất lớn, nó còn cao hơn cả cái giá tiền. Cho nên là em đã liệt kê được tất cả những cái nguồn của khách hàng tìm kiếm thông tin, thì bây giờ em muốn nằm được vào, qua được cái bước đầu tiên là nằm trong cái top danh sách 3 đơn vị đầu tư ưu tiên của khách hàng, thì em phải tạo được cái niềm tin cho khách hàng ngay từ cái bước đầu tiên này, thì họ mới đưa em vào trong cái danh sách 3 cái nhóm đơn vị mà họ sẽ cân nhắc, phải không? Đúng rồi. Đó. Thì cái này anh đang nói là để cho em làm trong tương lai, bởi vì em 3 tháng em còn quá mới, cho nên là nó sẽ em sẽ có nhiều thứ em còn phải triển khai nữa. Thế nhưng mà bây giờ em sẽ phải nghĩ xem là đối với khách hàng của em thì cái niềm tin nó được tạo từ đâu? Một là qua showroom, nhưng mà showroom thì em chưa có. Vậy thì hai là qua cái gì? Hai là qua các công trình mà em đã làm. Có thể là bằng hình ảnh, có thể bằng video, phải không? Và thứ ba là qua giới thiệu, qua đánh giá. Khi mà họ search trên Google thì họ sẽ nhìn thấy những cái đánh giá, những cái review, rồi thì những cái bài viết hoặc là những cái video của do em làm ra, của công ty em. Thì đó chính là những cái yếu tố mà sẽ tạo ra cái niềm tin ban đầu cho khách hàng. Nào bây giờ anh hỏi em thế này. Một đơn vị thi công 200 triệu nhá. Nhưng mà em trả giá là 200 triệu. Nhưng mà em đã nhìn thấy rằng là họ đã có những công trình thành công và trông rất là chất lượng, rất là đẹp, giống như những gì em đưa lên trên trên website của em này. Là một, đây là một cái điểm cộng, nhưng em làm thiết kế website của em rất là hiện đại, đây là một cái điểm cộng. Thì bây giờ so sánh một đơn vị thi công có cái có những cái bằng chứng, hoặc là nó có những cái khách hàng có thể nhìn thấy được những cái công trình trước đây của họ qua video, qua hình ảnh, qua những cái đánh giá, và họ chào giá là 200 triệu, trong khi đó một đơn vị thi công không nhìn được những cái vấn đề đó mà chào giá 150 triệu, thì em nghĩ rằng cái khả năng khách hàng sẽ đi theo cái đơn vị nào? Liệu rằng người ta có mang cái báo giá của 200 triệu đi kia sang cho bên 150 triệu, hỏi rằng anh có thể làm được với giá 150 triệu hay không? Hay không? Nếu như cái đơn vị kia nói là tôi làm được 150 triệu, em nghĩ rằng liệu khách hàng có sẵn sàng đánh đổi không làm với công ty lớn 200 triệu mà chỉ làm với công ty 150 triệu hay không? Hiểu ý anh không? Em hiểu rồi. Thì đấy, trả lời cho anh. Theo em thì khách hàng sẽ lựa chọn được phương án nào? Phần lớn thời gian. Theo em phần lớn những khách hàng là những người có tư duy sáng suốt ấy. Người ta sẽ lựa chọn cái đơn vị 200 triệu và có hình ảnh những cái sản phẩm thực tế. Và có những đánh giá tốt. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế cho nên á, anh mới nói với em là giá nó không phải là vấn đề. Kể cả những khách hàng mà em nói rằng là 20% họ chỉ đi theo giá thôi ấy, thực sự giá không phải vấn đề. Cái vấn đề ở đây là bởi vì họ chưa thấy được các cái yếu tố khác ngoài giá. Bây giờ anh nói với em bây giờ như này ha. Em chỉ 100 triệu thôi, nhưng mà anh chào giá cho em là 150 triệu, tức là vượt quá khả năng của em 150 triệu. Em nói với anh là giá của em chỉ có, tức là em nó nằm ngoài khả năng của em rồi, em chỉ có 100 triệu thôi. Thì bây giờ anh giả sử với em là như này, anh nói với em là ok, bây giờ cái thiết kế mà em đưa cho anh hiện nay không có bất cứ một công ty, một cái đơn vị thi công nào có thể thực hiện được đúng như thế. Thứ hai nữa là cái kỹ thuật mà để thực hiện nó
hiện nay nó có cái độ rủi ro nhất định mà không có một cái đơn vị nào có thể đảm bảo được rằng là làm thực hiện thi công xong là có thể là duy trì được, giữ được trong cái thiết kế đó trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm. Đúng không? Vậy thì bây giờ anh chị sẽ, em sẽ có hai lựa chọn. Em là khách hàng ha, em có hai lựa chọn. Một là em bỏ ra 100 triệu đó đưa cho một đơn vị thi công khác Vâng. mà những cái công trình nó thực hiện như vậy đều thấy rằng nó đều có vấn đề nứt rồi thì bị hỏng rất là nhanh, và qua một vài hai năm em sẽ phải bỏ thêm 50 triệu 70 triệu để mà duy trì, để mà sửa chữa. Và cái phương án thứ hai này cho em 150 triệu nhưng mà bây giờ có thể là đảm bảo rằng 10 năm 20 năm nữa nó vẫn nguyên vẹn. Trong trường hợp này em sẽ chọn phương án nào? Trong trường hợp này chắc em sẽ chọn phương án 2. 150 triệu. Tất nhiên là nó sẽ vượt quá khả năng của mình, nhưng mình sẽ phải tìm cách mình tìm thêm tiền. Hoặc là Đúng thôi, rồi, hoặc là đấy. dừng lại, hoặc là chờ. Chứ mình không thể nào mà lấy cái rủi ro là mua bỏ ra 100 triệu nhưng sau đó hỏng hóc, nó không còn được như nguyên vẹn như mình muốn, rồi cái tiền đầu tư cho cái tiền sửa chữa nó lại tăng thêm, đúng không? Thế cho nên anh mới nói với em Vâng. là giá nó không phải vấn đề. Nhưng mà hiện nay anh cảm giác như em đang bị đi quá nhiều về vấn đề giá. Em chưa có nói được về cái vấn đề về chất lượng cũng như là cái những cái giá trị mà khách hàng họ ngoài cái vấn đề tiền ra họ muốn nghe. Anh nói với em từ đầu đúng không? Khách hàng họ làm xây dựng, họ 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 trang trí thiết kế cho căn nhà bởi vì họ thích, họ muốn có một cái thiết kế không gian như mình mong muốn. 100 triệu nhưng mà chỉ đạt được 80% thôi thì họ sẽ cố gắng tìm thêm 30 triệu nữa để được 100%. Bởi vì đây căn nhà mới mà. Căn nhà trong mơ của Vâng. họ mà. Đúng Thì rồi. đấy là những cái giá trị mà khách hàng muốn được nhìn thấy hơn là cái giá. Đúng không? Nếu như em cho khách hàng thấy được rằng anh cho em một thiết kế mà anh muốn, em sẽ làm giống như y hệt như thế với cái khoảng giá như này, cạnh tranh so với các cái công ty lớn. Và cái thiết kế này em đảm bảo cho anh là chỉ thiết kế trong vòng thi công trong vòng 3 tháng, 6 tháng, mình bảo hành với anh 10 năm không thay đổi, không không gì cả. Anh lấy ví dụ đấy nhé, chứ không phải là như thế. Tức là và bây giờ trong quá trình em nói với khách hàng, nói chuyện với khách hàng, em cho khách hàng thấy rằng đây là những cái thiết kế mà nó thực sự nó phù hợp với cái nó có khả thi, và những cái thiết kế như thế á, nó với cái kinh nghiệm của em hoặc với những kỹ thuật em đang triển khai thì những cái thiết kế như này á, nó sẽ đạt được cái chất lượng rất là tốt. Anh chỉ lấy ví dụ thôi bởi vì trong cái lĩnh vực của em anh không hiểu lắm là chi tiết như thế nào, nhưng mà anh đang chỉ nói với em là mình đưa ra cho khách hàng thấy những cái giá trị mà họ ngoài cái vấn đề tiền ra thì khách hàng họ sẽ bớt chú ý đến cái vấn đề giá của em như thế nào. Cho nên anh mới nghĩ rằng khi em nói rằng là khách hàng sau khi em chào giá với khách và họ hài lòng với cái giá đó rồi họ lại chuyển sang một đơn vị thi công khác, thì anh nghĩ đó là bởi vì em chưa làm được cái việc đó là cho khách hàng thấy được những cái giá trị mà em muốn đưa cho khách hàng. Cho nên là sau khi đó thì họ mới đi sang bên khác, bởi vì là có thể họ vì em không tin tưởng, có thể là vì công ty của em mới, có thể là vì những cái họ đánh giá em á là chỉ qua cái lời nói của em, qua cái báo giá của em, còn lại không có cái gì khác, cho nên họ không có cái đủ cái cơ sở để mà có được cái niềm tin để mà quyết định em là người nhà đầu tư, à, em là nhà thi công, đúng không? Có đồng ý với anh chuyện đó không? Vậy thì Đấy, đồng ý. đấy chính là cái kế hoạch marketing của em, xây dựng những điều đó. Tại sao anh lại hỏi em là cái quy trình nào, cái việc mà em nói với anh ấy, cái quy trình bán hàng, quy trình ra quyết định khách hàng á, nó cần phải chi tiết hơn nữa. Tại sao anh đã hỏi em là em phải quan tâm đến điều này, bởi vì là khi mà em vẽ ra được một lộ trình khách hàng từ lúc hình thành cái nhu cầu là mua căn nhà, họ phải em phải chi tiết đến mức nào này. Khi mà em bắt đầu bỏ tiền đi mua căn nhà ha, em nghĩ đầu tiên em nghĩ đến việc là mua nhà đã, đó là đã là lúc em có thể em tham gia được vào với khách hàng được. Khi mà họ bắt đầu mua nhà, tức là họ bắt đầu đi tìm kiếm các cái công trình mới sắp được xây, bởi vì em đang tập trung vào những cái công trình mới, thì họ đã bắt đầu tìm kiếm những thông tin về đó rồi. Vậy thì đó em đã phải bắt đầu khai thác khách hàng từ những cái bước như vậy.
chứ đừng chờ đến những lúc mà khách hàng đã thi công, đã mua nhà xong rồi thì lúc đó em đã bị chậm chân rồi, trâu chậm tiền vốn nước đục. Bởi vì đến cái giai đoạn đó thì khách hàng nó có quá nhiều người tiếp cận họ rồi, chủ đầu tư, người bán nhà, đúng không, bạn bè, những người khác mà họ đã có cái nguồn giới thiệu cho họ, cho khách hàng đó, người ta đã làm hết rồi. Lúc này của em thì là em đúng là trâu chậm uống nước đục. Đúng rồi. Cho nên là anh mới nói với em là em phải ngồi lại, ok, dành ngày hôm nay đặt mình vào vị thế của một người khách hàng. Bây giờ tôi có 1 tỷ, tôi bắt đầu tôi sắp muốn đi mua nhà, vậy thì tôi sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là tôi lên trang web nhà đẹp hay cái gì đó, tôi tìm kiếm nhà, rồi thì lên trang này trang kia. Anh không hiểu lắm về cái vấn đề này bởi vì anh không ở Việt Nam. Anh nhưng mà anh nói đem em hình dung như vậy thôi ha. Đó thì liệu rằng trong những cái bước đầu tiên như thế em có thể làm được gì? Em có thể kết hợp được với nhà đẹp hay không? Em có thể là lên cái group của nhà đẹp để em watch bài hay không? Đúng không? Tức là ngay em phải xác định xem từ những cái bước đầu tiên ý định nó được hình thành như thế, khách hàng sẽ làm gì thì em sẽ phải chạm được đến họ ngay từ cái thời điểm đó rồi. Khi mà tìm kiếm nhà, khách hàng lên trang web nào, nhà đẹp hay cái gì đó, abc gì đó .com.vn, làm thế nào để mình có thể tiếp cận được khách hàng ở những cái bên, ở những kênh như thế. Khi mà em tiếp cận được khách hàng từ đầu như vậy rồi ấy, thì em lập tức em đã loại bỏ được rất nhiều cái đối thủ cạnh tranh, bởi vì ngay lập tức, ngay từ cái thời điểm sơ khai của cái ý định mua nhà, khách hàng đã có cái tên của em trong đầu rồi, đúng không? Thì dần dần sau đó qua nhiều bước họ lại nhìn thấy em sau khi mua, sau khi đến gì, đến môi giới, khi đến gặp người bán nhà, người bán nhà có thể giới thiệu cho em đây có những công ty A, công ty B, công ty C, trong đó công ty nội thất IC. Vậy thì công việc tiếp theo của em là gì? Em lại phải làm việc nhiều hơn với những cái người bán nhà đó, chủ động liên hệ với họ, offer chào mời họ, deal này giá kia như thế nào đó để họ có thể giới thiệu được em, đúng không? Tức là anh lấy một số ví dụ thế để em hiểu là cái quy trình, cái quá trình mà khách hàng họ hình thành cái ý tưởng, cái ý định mua nhà nó được bắt đầu từ rất sớm, và em phải tìm cách để thâm nhập được vào ngay từ những cái giây phút đầu tiên như vậy. Thì đó là cách để em có thể em hình thành nên được các cái kế hoạch, cái hoạt động marketing của mình là gì, chiến lược marketing của mình là gì. Tất nhiên là những cái này á, nó sẽ cần có thời gian để em làm, bởi vì là nó sẽ rất nhiều hoạt động và rất nhiều đi kèm theo rất nhiều chi phí. Nhưng mà cái đầu tiên em phải hiểu được như vậy đã, thì em mới lên kế hoạch từng bước. Ok, tháng này em muốn tập trung xây dựng cái gì, tháng sau em sẽ xây dựng cái gì. Nhưng mà quay lại cái này, anh đã nói với một bạn ngày hôm qua và hôm nay sẽ nói lại với em, trước khi em làm tất cả những chuyện đó thì em phải có được một cái thương hiệu, một cái hình ảnh, một cái tên tuổi, hoặc là ít nhất là một cái ấn tượng tốt đối với khách hàng. Khi cái tên của em xuất hiện trước mặt khách hàng thì cái việc đầu tiên họ làm là gì? Đầu tiên là người ta search Google. Google nó sẽ ra cái gì? Sẽ ra trang web như là Google doanh nghiệp của công ty để xem hôm Rồi. nay đánh giá các thứ Vậy thì bản em biết vẽ phải công làm gì ty. đúng không? Vậy thì em tức có nghĩa là em đã biết là sẽ phải làm gì với cái đó đúng không? Đó. Thì cái website của em sẽ phải điều chỉnh lại. Nào, bây giờ anh còn nhớ em, anh nhìn website của em á, anh còn nhớ lại những năm 2000 2008 khi mà anh được giao nhiệm vụ làm website cho Honda. Thì Honda là một cái hãng lớn, cái tên tuổi của nó chẳng cần em vào website em cũng biết cái tên tuổi nó rồi. Anh làm ô tô, thì một cái nhiệm vụ mà sếp của anh đưa ra cho anh mà là xây dựng cái website đó là gì? Chỉ một câu duy nhất thôi, đấy là khách hàng sau khi vào website 5 giây và với một cú click chuột là sẽ phải muốn mua và mua được hàng ngay lập tức. Hiểu anh không? Em Thì hiểu. anh muốn em cũng dùng cái tư duy đó để thiết kế lại cái bộ mặt online của em, cái mặt tiền của em trên 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 mạng. Nào, khách hàng muốn mua trong vòng 5 giây đó là về cái gì? Đó là cái mà như em nói ấy, họ có thấy được ngay lập tức cái giải pháp của em cho họ hay không, chứ họ không quan tâm đến tầm nhìn và sứ mệnh. Đọc xong cái tầm nhìn sứ mệnh của em là anh lướt xuống
giá thuê, giá trị cốt lõi, quy trình làm việc, các cái nội dung sản phẩm em cung cấp, toàn là về em thôi, đội ngũ chuyên nghiệp kho sở rộng lớn. Sau đó mới đến công trình tiêu biểu. Khách hàng quan tâm đến công trình tiêu biểu đúng không? Bởi vì họ muốn biết em làm được gì cho họ, chứ họ đâu quan tâm quy trình làm việc của em như thế nào. Bây giờ tại cái thời điểm họ mới chỉ đi tìm kiếm thông tin thôi, thì cái quy trình làm việc đâu có quan trọng gì, bởi vì họ còn chưa biết em là ai và em có thể làm được gì cho họ, đúng không? Đó, anh sẽ chia sẻ với em một cái cách ha, em có thể sáng tạo thêm nhờ vào các bạn làm website, nhưng mà anh có thể chia sẻ với em một cách mà anh quan sát được nó rất hiệu quả từ các trang web của các công ty nước ngoài bên này. Đấy là ngay lập tức khi em vừa bấm vào một website nào đó về chuyên liên quan đến thiết kế xây dựng, cái hình, cái thông tin đầu tiên đập vào mắt khách hàng đấy là một video. Website làm được video ngay đầu tiên mà, đúng không? Video giới thiệu ngay lập tức về cái mẫu nhà mà họ vừa làm xong, rất đẹp. Nào, cái video này nhá, không chỉ có một phần hình ảnh không gian của căn nhà không thôi, mà có một người, cái mà anh xem được, có một cô gái rất là xinh tươi, nhưng cái đó không quan trọng, giới thiệu về, chào mừng người ta, welcome, chào mừng người ta, và giới thiệu người ta về cái những cái thiết kế mà công ty này đang làm cho khách hàng. Thì ngay lập tức cái sự tương tác đó, khi vừa mới vào đó, đã có một cái người kể cho mình một câu chuyện dẫn dắt mình thấy được, đây là những cái mà khách hàng khác người ta đã làm rồi và nó đẹp thật. Thì ngay lập tức người ta bị cuốn hút vào đó, và người ta sẽ tập trung cái đầu tiên là gì, là cái giải pháp em có thể làm được cho khách hàng, chứ không phải là như em là hiện nay đang là tầm nhìn và sứ mệnh, hiểu anh không? Đấy là một cái kíp, đấy là một cách ha, em có thể em sáng tạo, bởi vì em sẽ hiểu khách hàng của em nào. Để làm được như vậy em sẽ phải hỏi khách hàng của em xem là bây giờ khách hàng ơi, khi mà anh chị đi tìm nhà thiết kế, nhà thi công, đơn vị thi công, anh chị quan tâm đến cái điều gì? Nếu như trong danh sách em sẽ phải liệt kê ra 10 cái yếu tố mà quan trọng nhất đối với khách hàng, đánh giá xem đâu là yếu tố quan trọng nhất, thì đó có thể là cái yếu tố đầu tiên em cần phải thể hiện được khi mà khách hàng nhìn thấy em trong 5 giây đầu tiên. Nếu như họ quan tâm đến chất lượng, cho họ thấy chất lượng. Họ quan tâm thiết kế, cho thấy thiết kế. Bởi vì đó là số đông. Em đang nhắm đến số đông, đúng không? Phần lớn khách hàng. Thì anh đang nói cho em một số ví dụ để em hiểu cái cách để em tư duy. Em phải nghĩ theo cái cách tư duy nhá, chứ đừng nghĩ rằng đấy là một số hoạt động em sẽ làm. Đúng là em có thể làm như thế, nhưng mà đừng có chỉ nghĩ hạn hẹp ở trong cái việc là cụ thể hoạt động như vậy. Và đó là cái cách suy nghĩ. Anh đang cố gắng giải thích cho em cái cách suy nghĩ ha. Đồng ý với anh về những cái mà anh vừa nói không? Đúng rồi. Đó. Rất là hữu ích đấy ạ. Nào, bây giờ anh sẽ cùng đi lại với em một loạt. Cái này đúng ra anh không làm nữa, bởi vì cái này thực sự là chỉ có ai anh làm coaching, tức là cái công ty nào mà làm coaching trực tiếp thì anh mới làm. Nhưng mà tiện em ở đây, anh quý em cho nên anh cũng nói luôn. Đi một chút về website của em nhé. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, quy trình làm việc, chúng tôi cung cấp gì. Tất cả những cái đó, một là em để vào sau, bởi vì em đã dùng là cái website của em là một trang duy nhất, theo cái kiểu kéo từ trên xuống, thì em hoặc là em để xuống dưới, hoặc là em để nó sang một cái trang khác, một cái tab khác, thẻ khác, để cho ai quan tâm thì người ta vào. Nhưng mà khách hàng khi mà đi, như anh vừa nói, khi mà họ đi đánh giá một công ty nào đó thì họ quan tâm đầu tiên là về cái công trình cũ mà công ty này đã làm là gì. Vậy thì đầu tiên em phải cho họ thấy được là cái chất lượng mà em đã làm như thế nào, đúng không? Cách làm có thể giống như anh vừa nói. Em mới có 3 tháng, em còn rất nhiều thứ phải làm và còn nhiều thứ phải planning, cho nên là hãy lưu lại tất cả những điều đó. Thứ hai là đội ngũ chuyên nghiệp, kho xưởng rộng lớn, không chuyên nghiệp thế nào cả. Cái này là em đang lên ảnh là cái kho bãi của em, nhưng mà thứ nhất cái kho bãi này nó không thể hiện sự chuyên nghiệp. Đồng ý anh hiểu là cái kho bãi của bên xây dựng nó phải thế này. Bạn anh cũng làm xây dựng, cũng anh lúc đầu còn tưởng đây là em là bạn anh cơ, bởi vì là cái kho của em giống y hệt cái kho của bạn anh là cùng anh sau đó nhưng mà ở Sài Gòn, sau mình nhớ ra là bạn anh ở Sài Gòn. Nói chung là cái thiết kế là y hệt nhau, thì tất nhiên là mình hiểu nó là phải như thế, nhưng mà không có nghĩa rằng mình phải cho người ta thấy điều đó, hoặc là thấy sao cái góc cạnh nào đó nó chuyên nghiệp hơn. Em thử vào những trang nhà đẹp, những cái nhà cung cấp lớn á, anh lấy ví dụ thôi nhé,
cái sự chuyên nghiệp nó thể hiện ra ở ngay cái việc sắp xếp cái kho hàng của mình nó có ngăn nắp hay không, em có đồng ý không? Khi mà em nói đến một người chuyên nghiệp, một nhà cung cấp chuyên nghiệp, thì ngay cả cái chuyện em đánh giá là cái gì, trong cái kho bãi nó có ngăn nắp hay không, nó có chuyên nghiệp hay không, cái người làm ở đó có đồng phục hay không, em ngay lập tức cái hình thứ ba không, ông cởi trần đang ngồi đây, ông cái hình đầu tiên không, ông cởi trần đang ngồi xổm ở đây, cái chuyên nghiệp ở đâu, đúng không? Có đồng ý với anh không? Đó, cho nên là khi mình đã dùng cái từ chuyên nghiệp, giống như anh ấy, em đến với anh nghĩ là bởi vì em nghĩ anh là một người chuyên nghiệp, có phải không? Vậy thì em đánh giá với anh từ chuyên nghiệp đó là ở đâu? Là qua cách anh nói chuyện, qua hình ảnh, qua câu chữ anh đăng bài, thậm chí là những cái background anh dùng, âm thanh, ánh sáng, nó đều có sự chuyên nghiệp, phải không? Vậy thì em phải phản ánh được tất cả những cái giá trị trong kinh doanh của em qua từng cái chi tiết nhỏ nhất như vậy. Tất cả những cái gì khách hàng biết đến em, nhìn thấy em, nghe được ở em, cảm nhận được em, thậm chí sờ được ở cái sản phẩm của em, đều phải toát ra được tất cả những điều đó. Nào, cái buổi hôm nay nó giống như là buổi dạy học hơn là buổi coaching, bởi vì thường coaching anh không chia sẻ nhiều cái này, nhưng mà đó, hiểu ý anh không? Tất cả những cái này em sẽ phải làm lại, chọn những hình ảnh nào cho nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Những góc này anh đề xuất với em, nếu mà chụp hình á, chụp những cái góc nào mà thực sự nó tốt và nó có sự sắp xếp, nó chuyên nghiệp, nó gọn gàng, và không chỉ đơn giản ok, và không nhất thiết là phải đưa lên kho bãi, bởi vì ai cũng hình dung được kho bãi như thế nào, không cần em phải đưa hình ảnh lên kho bãi đã biết kho bãi là như thế nào, đúng không? Em chụp hình, em đưa lên những cái sản phẩm, những cái thiết kế, ví dụ như là cái góc tường này nó có một cái design, một cái thiết kế, một cái đèn nó rất là đẹp mắt, và góc tường kia nó như thế kia. Em có biết về IKEA không? Em làm trong ngành này thì biết đúng không? Dạ vâng. Em đã bao giờ, hình như là IKEA chưa mở ở Việt Nam nào? IKEA là vẫn, người ta vẫn mua được ở trên Việt Nam quá rồi. Cái không, người ta mua được. Mua được, nhưng mà họ chưa có showroom nào đúng không? Showroom thì em chưa tìm hiểu, nhưng mà em biết nó là giải pháp về thông minh. Ok, ok, rồi. Anh lại chia sẻ cho em một cái này của IKEA ha. Cái này là hãng cung cấp đồ gia dụng và nội thất gọi là hàng đầu thế giới rồi. Họ không có, họ có cả thiết kế. Nhưng mà thế này, cái showroom gọi cái cách mà họ cho khách hàng cảm nhận được cái chất lượng của người ta nó rất đặc biệt. Tức là một cái showroom của nó rộng khi phải là 2-3 bằng một cái sân vận động. Và trong đó họ thiết kế luôn từng cái căn phòng trông như thế nào. Ví dụ như là cái căn phòng này họ nhắm tới cái đối tượng khách hàng là gia đình đi ha, tức là có vợ chồng và có con, thì những cái khách hàng này họ cần cái gì? Họ cần thiết kế về phòng cho bố mẹ và phòng cho con cái. Vậy thì họ sẽ làm một cái căn khoảng 5 mét vuông, thiết kế design và xây dựng luôn ở trong đó mô hình mẫu là cái căn phòng dành cho bé, và với khoảng 4-5 cái lựa chọn design khác nhau. Nghĩa là khách hàng khi mà vào đó rồi, họ nhìn thấy, tức là họ không cần phải suy nghĩ nữa là tôi sẽ phải làm cái gì, mà họ thấy luôn được bên này có rất nhiều cái ý tưởng, và những ý tưởng này có thể hoàn toàn thực hiện được bằng cách là gì, mua sản phẩm của IKEA mang về lắp và nó sẽ giống y hệt như thế. Bản thân nhá, mặc dù khách hàng có rất nhiều ý tưởng muốn được thỏa sức để mà thực hiện hóa cái ý tưởng cái căn phòng mơ ước của mình như thế nào, nhưng mà bản thân về mặt bản năng ấy, thì bộ não cũng khá là lười vận động, cho nên nếu như khách hàng nhìn thấy những kiểu mẫu mà họ ưng ý thì chắc chắn họ sẽ chọn cái đó trước hơn là phải ngồi tự mình thiết kế ra cái ý tưởng cái phòng của mình như thế nào. Cho nên là thay vì như vậy thì em hãy đưa ra nhiều những cái thông tin như thế, nhưng mà đừng có chỉ dừng lại về hình ảnh không thôi. Video thời buổi bây giờ, thời buổi video, em biết đến anh cũng là vì video, em tin anh là bởi vì video đúng không? Bởi vì em nghe thấy anh nói, em nhìn thấy anh nói, những cái thông tin em đưa ra nó phải thể hiện được những cái điều đó. Dạ vâng. Thêm một chút vào cái công trình tiêu biểu của em, thực sự anh không hiểu phần này là như thế nào, bởi vì là vào trong đây toàn tiếng Anh, khách hàng của em là Tây hả? Vâng. Anh đọc cái trang này anh thì thấy anh đọc cái trang này anh thì thấy một điều đấy là
có hai vấn đề anh cảm thấy ở cái trang này. Thứ nhất, cái người làm cái trang web này, cái công ty này không chỉn chu về mặt nội dung, một cái điều khiến cho người ta nghĩ là không chuyên nghiệp. Nó lại đi ngược lại cái giá trị của em nói. Khách hàng của em là người Việt Nam mà, họ đâu đọc được cái này, đúng không? Vâng. Thứ hai nữa, mà cái này nguy hiểm hơn, nó là cái sự giả tạo. Biết vì sao bị giả tạo không? Bởi vì nó giống như là em copy paste ở đâu về, nó còn nguyên tiếng Anh này. Và cái những hình của em nó quá là hình nhà đẹp rồi, nhưng mà bởi vì cái thiết kế của nó, design của nó toàn tiếng Anh, cho nên là người ta cảm thấy nó giống như là em mang ở cái trang nước ngoài nào về em lắp ở đây. Anh không biết em có cảm thấy thế không, bởi vì em là người thành lập ra nó thì có thể không cảm nhận được, nhưng đấy là cảm nhận của anh. Thiết kế trang thì đẹp rồi, nhưng mà cái cảm giác của người xem ấy, nó lại là cái cảm giác tiêu cực, không chuyên nghiệp, tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, khách hàng không hiểu gì cả. Thứ hai là vì nó nằm trong cái khung cảnh tiếng Anh như này, nên nó cảm giác giống như là em copy and paste từ một nơi khác về và em chưa có thời gian để em chỉnh sửa. Đúng rồi. Đó. Rồi, em hiểu vấn đề này. Ok. Dạ vâng. Cái đấy em sẽ chỉnh lên phương án chỉnh sửa. Thì đó là những cái anh chỉ em chưa chỉ ra cho em thấy một số cái điểm á. Không phải là để gì cả, mà chỉ để cho em thấy được rằng là mình phải phản ánh được tất cả những cái giá trị mình muốn đưa cho khách hàng qua tất cả mọi thứ như thế. Vâng. Và khi em làm được cái điều đó rồi á, thì em gặp khách hàng thì khách hàng họ sẽ không quan tâm nhiều đến giá nữa, bởi vì là trước khi em gặp khách hàng, em nhắn tin cho họ, em gọi thoại cho họ, anh chị có thể vào trang web của em xem trước, xem là những công trình trước, tức ngày mai em gặp anh chị thì trước tối nay anh chị có thể là dành vài phút vào xem trang web của em để xem em đã làm được gì cho khách hàng cũ. Em đã tự động em chốt từ khách hàng trước khi em gặp họ rồi, bởi vì là cái việc website của em đã thuyết phục khách hàng phần nào rồi. Ngày mai em đến, em không phải mất công giải thích, à em làm công trình này, em làm công trình kia, đúng không? Bởi vì là họ đã dành cái thời gian họ tìm hiểu rồi, thì là em đã bắt đầu, em thực sự em bắt đầu em chốt sales ngay từ trước khi gặp khách hàng rồi, và em đã loại bỏ bớt đi những cái rào cản, là những cái lời từ chối rồi. Ôi, giá đắt thế, cái này có biết có chất lượng hay không, họ đã nhìn thấy tất cả từ cái website của em, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là quay lại cái câu chuyện đó, tất cả đầu tiên em muốn làm cái gì thì em lại phải xây dựng cho đúng cái hình ảnh của mình theo cái giá trị mà khách hàng em muốn người ta nhận diện về em như thế nào, chính là cái thương hiệu của em và cái hình ảnh của em. Nào, anh nói về marketing ha, về branding chứ về thương hiệu anh chỉ chia sẻ với em một ý này thôi, để em hy vọng là em sẽ hiểu nó, nghĩ về nó, và em lấy làm cái định hướng cho em. Và marketing thì được nghĩ rằng là marketing là chạy quảng cáo, marketing là chạy Facebook Ads, đó chỉ là một cái kỹ thuật rất nhỏ. Marketing của nó, làm branding ấy, là thương hiệu ấy. Thương hiệu là gì? Thương hiệu nó chỉ đơn giản như này. Đây là cái câu mà anh học được từ ông chủ của Amazon. Một cái định nghĩa rất hay, đấy là thương hiệu chính là cái điều mà người khác nói về em khi em không ở trong phòng. Đồng nghiệp của em nói về em như thế nào khi em bước ra khỏi căn phòng đó, thì đó chính là là thương hiệu của em. Người ta nói tốt về em, bàn với nhau rằng đồng nghiệp của mình tốt quá, đấy là thương hiệu của em. Còn người em đi bước ra khỏi phòng thì người ta chơi cái ông này suốt ngày đi nhậu mà lại suốt ngày phút cuối không trả tiền hay là gì đó, thì đó là cái thương hiệu xấu. Thì em hãy suy nghĩ như vậy. Em muốn khách hàng khi mà trước khi người ta đến với em, người ta đánh giá em như thế nào, và sau khi người ta gặp em rồi, người ta cảm thấy thế nào, và đặc biệt nữa là khi kết thúc cái đơn hàng này rồi, cái công trình này rồi, họ lại cảm thấy thế nào. Thì đó là những cái em phải tìm cách để em đưa vào trong cái quy trình làm việc của mình, em đào tạo nhân viên của mình, em gặp khách hàng như thế nào, em đều phải thể hiện tất cả những thứ đó ra. Hiểu ý anh không? Thì đó là tất cả những cái mà anh, bởi vì hiện nay em còn rất mới, cho nên em còn rất nhiều thứ phải làm, cho nên là em phải có định hình về cái cách suy nghĩ như nào, cách tư duy như nào về thương hiệu, về cách làm marketing, bởi vì em muốn nói nhiều về marketing để cho nó đúng. Đúng rồi. Tư duy về khách hàng,
xây dựng thương hiệu của mình như nào và phải thể hiện được tất cả những cái điều đó ra bên ngoài cho người ta thấy, chứ đừng chờ đến lúc mà phải đi gặp khách hàng rồi mới nói ra thì nó còn quá trễ rồi. Và phải thâm nhập với khách hàng ngay từ những cái thời điểm sơ khai nhất của cái quá trình người ta hình thành lên cái việc mua nhà. Mua nhà chứ không phải là bắt đầu đi tìm người cung cấp nội thất nhá, mua nhà. Và thậm chí là còn trước cả đó nữa. Tức là một người khi mà người ta có định, bây giờ anh giả sử bây giờ em quyết định năm sau em lấy vợ. Em thì có gia đình chắc chắn rồi, có con rồi đúng không? Năm sau anh thì lấy ví dụ thôi. Giả sử quyết định bây giờ năm nay em lấy giả sử nhân là quyết định em quyết định năm sau em mua nhà. Thì bây giờ đã phải bắt đầu đi tìm hiểu thông tin ngay từ bây giờ rồi, bởi vì mua nhà là một cái tài sản rất lớn, quyết định rất lớn. Nó có thời gian dài. Vậy thì ngay từ bây giờ trước đó một năm đã đầu em đã phải cân nhắc rồi, à cuối năm nay là nhận xong cái công trình này thì có thêm được khoảng 300 triệu. Như vậy thì năm sau cứ theo cái đà này thì năm sau là có được khoảng 1 tỷ. Như thế thì năm sau mua được nhà. Như thế thì bắt đầu sẽ phải đi nghĩ dần là nếu như thế thì mình phải đi tìm nhà dần. Xem là bây giờ thị trường thế nào. Đúng không? Vậy thì có nghĩa là em đã bắt đầu có thể tiếp cận được họ ngay từ cái bước này rồi. Bằng cách nào? Bằng cách là những người ở giai đoạn này họ cần quan tâm đến thông tin gì? Họ quan tâm đến việc là đánh giá xem nhà khu nào tốt, cách lựa chọn nhà thế nào. Đúng không? Nhà 3 người thì nên thế này hay là nhà 4 người nên thế kia? Đấy là lý do vì sao mà anh mới nói với em là phải hiểu xem cái tâm lý của người ta suy nghĩ thế nào. Biết họ cần gì ở giai đoạn nào thì em đưa ra cái thông tin hữu ích cho họ vào cái thời điểm đó. Thì em sẽ có được khách hàng ngay từ những cái thời sơ khai nhất. Còn tất nhiên cái cách em làm bây giờ là đúng. Tức là em đăng những cái bài về thiết kế nhà đẹp hay nội thất đẹp các thứ này kia. Thì đó là cái họ cần tại cái thời điểm bây giờ. Nhưng mà như anh vừa nói là cái thời điểm mà nó quá đục rồi. Nhiều. Em đến bây giờ em chỉ là con trâu chậm thôi. Đúng không? Cho nên là mình phải có kế hoạch. Nào, mình phải có kế hoạch về hiểu được cái lộ trình đó và mình phải có kế hoạch chăm sóc từ ban đầu. Em hiểu về sales funnel, marketing funnel đúng không? Phễu đúng không? Em nghe về phễu rồi đúng không? Phễu marketing, phễu bán hàng đúng không? Vâng, nghe cũng biết là qua các video mà anh cũng chia sẻ. Em hiểu rồi đúng không? YouTube. Em hiểu đúng không? Thì cái phễu ấy, bên đây bên trên của nó chính là cái thời điểm sơ khai nhất. Và cái phễu mà thường em biết thì là gần như là khách hàng đã có cái nhu cầu rồi. Nhưng mà cái phễu anh đang nói tới nó còn lớn hơn nữa. Tức là từ cái thời điểm mà người ta còn chưa có nhu cầu. Thì em phải nghĩ xem tại những cái thời điểm đó thì những cái nội dung nào mà mình có thể làm được để mà kích thích họ từ cái thời điểm đó. Tất nhiên là mình không có tập trung quá nhiều cái nguồn lực của mình vào đó. Mình phải tập trung nhiều hơn vào những cái khách hàng mà mình đang khai thác mà sắp đến chốt deal rồi. Nhưng mà trong cái lộ trình mà em làm marketing thì em cũng cần cân nhắc xem là mình có thể làm được cái gì. Ví dụ đơn giản thôi, chỉ là em đăng bài viết về hướng dẫn khách hàng chẳng hạn. Thì cứ 10 bài viết em, tức là khoảng cứ 5 bài viết em viết về thiết kế nhà, 2 bài viết em hướng dẫn về cách chọn nhà, 1 bài viết em viết về bây giờ cái người mới đang có định mua nhà thì phải làm gì. Đúng không? Vâng. Thì những người nào mà đọc được cái đấy, hoặc là người ta biết bạn bè của mình đang tìm nhà, người ta share cho mình những người khác không? Anh lấy ví dụ như là anh làm bất động sản vậy, anh làm tài chính cũng vậy. Bài viết của anh phần lớn khách hàng của anh đến với anh không phải là vì tất nhiên là về anh là một chuyện, nhưng mà có nhiều người họ biết anh từ cái thời là họ còn chưa có định mua nhà, mà mới chỉ là manh nha thôi, nghĩ là 2-3 năm nữa mình sẽ mua. Nhưng mà người ta đọc được những bài nó giống như là dành riêng cho họ vậy. Cái bài đó có tên là gì? Bạn đang có kế hoạch mua nhà trong 2 năm tới. Đây là những điều bạn cần phải làm. Đúng không? Đâu có nhiều người viết những nội dung như thế. Mà phần lớn mọi người viết là gì? Bây giờ mua nhà thì nên chọn tôi đi. Bởi vì là tôi có cái này, tôi có cái kia. Đúng không? Đúng rồi. Thì tự nhiên trong cái kia mình biến đỏ thành hồng. Biến hồng đậm thành hồng nhạt. Mình chăm sóc ngay người ta từ cái thời điểm đầu tiên. Anh nói với em cái này bởi vì em còn mới. Cho nên em phải nghĩ ngay từ ban đầu. 3 tháng thì chưa nói được cái điều gì cả. 3 tháng bù lỗ là cái chuyện bình thường. Đúng không? Hoàn vốn người ta là phải nhất là trong những cái dự án mà em không biết em bỏ được tiền, nhưng mà 1 năm, 2 năm là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chính là em phải có cái định hướng để mà em biết em đi con đường như thế nào trong dài hạn. Hiểu cái ví dụ anh vừa nói không? Thì đó.
Thì về về mặt không thể, bởi vì mình nói nhiều về mặt marketing và em muốn nói về vấn đề này, cho nên là đấy là cái cách Đúng mà rồi. em suy nghĩ, đấy là cách mà em nên suy nghĩ về Ok. marketing, về chiến lược marketing. Nó phải là dài hạn, là nhiều hoạt động và nhiều cái giai đoạn khác nhau của khách hàng Vâng. ha. Dạ vâng ạ. Đó thì anh không biết là những cái chia sẻ như vậy có tạm thời đủ cho em để em triển khai trong giai đoạn trước mắt hay chưa? Nó có liệu là liệu nó có hữu ích cho đối với em không? Vâng, để em chia sẻ thật lòng thì qua những cái trao đổi thì em cảm thấy là mình cũng tiếp thu được nhiều cái mặt tích cực và có tốt cho quá trình làm việc cũng như là quá trình vận hành cũng như chiến lược marketing dài hạn của em, thì em rất chân thành cảm vâng. Chân Rồi. thành thật sự là chân thành cảm ơn anh vì anh đã dành thời gian của mình cho em. Thực sự đó là điều là em xúc động thật, vì rất ít những người trẻ thì thường để hướng tới gặp những cái người thầy hoặc là ấy giới thiệu thì hoặc là coaching cho mình thì khó, tại vì mình chưa làm được cái gì mà chưa làm được cái gì đó cho người ta nên là khó, nên là Em đấy nói thì đúng, cạnh bởi vì em. thường thường thì những công ty nào mà cung cấp dịch vụ coaching này thì họ sẽ thu phí cho những cái buổi trao đổi như thế này, bởi vì là những cái việc mà anh em biết được qua những cái buổi này á, nó giúp ích cho em rất nhiều, mà đấy chính là những cái em làm ra tiền, đúng không? Cho nên là thực chất thứ nhất anh thấy Việt Nam coaching thì nó chưa phổ biến, thứ hai là cái tâm lý, cái tư duy của người làm kinh doanh chưa có cái thói quen là tìm đến những cái người coaching, những người coach như anh, cho nên là nhiều khi là bế tắc và mình không biết phải làm thế nào. Đôi khi thậm chí là thường ấy thì đôi khi thậm chí là anh có thể anh không đưa ra em một cái giải pháp được cụ thể nào cả, nhưng mà anh chỉ giúp em nhìn thấy được là à em phải thay đổi vào cái cách tư duy thế này, thế thôi. Nhưng mà nó cũng là cái nút mở để cho em thay đổi rồi đó. Thì rồi marketing, thế còn cái vấn đề gì khác nữa không, mình trao đổi thêm chút xíu nữa. Em nói đến vấn đề quản lý, quản lý có gặp vấn đề gì? Em nhất là gặp hiện tại là vấn đề về bán hàng nữa. Vâng, Bán thì hàng thì anh cũng cũng trao đổi nãy giờ một chút rồi đó. Thì bán hàng cái vấn đề một chính của em gặp chút là gì? vấn đề chính của em là hiện tại thì em biết là doanh nghiệp mình còn bé và nhỏ nên là tự mình đi đi sale luôn, và quá mình phải cần đào tạo cái đội nhóm. Nhưng mà thứ nhất là cách quản lý làm sao để giữ chân những người mình đào tạo, mất thời gian đào tạo các thứ, xong rồi tạo ra được một người sale đích thực hoặc là đi gặp khách có thể là tự tin mà chốt được khách hàng thì đúng là rất khó. Mình phải tính, em tính là cái định hướng đường dài là một thời gian mình có thể hết mình về công ty này thì vẫn cháy hết mình vì đó là cái đam mê của mình, nhưng mà mình phải định hướng, mình là người sáng lập nó thì mình cũng phải định hướng là không phải những cái công việc gì mình phải chia cho các bộ phận khác để làm, chứ không phải cái gì Đúng. mình có làm được. Đúng, đúng. Tại vì em biết là nhiều cái lĩnh vực khi nói chuyện khách hàng mình cũng không phải là người giỏi nhất, nên là cũng có những người giỏi thì mình sẽ đặt người ta vào đúng cái những cái hạng mục đấy để người ta phát huy được. Nhưng mà quá trình đấy thì phân bổ cái đấy thì em vẫn còn yếu. Em biết vì sao em còn yếu không? Dạ vâng. Cái vấn đề lớn nhất của em là gì em biết không? Là bởi vì em mới có 3 tháng. Cho nên là cái giai đoạn đầu tiên này á, 1 năm 2 năm đầu này em phải xác định rằng thậm chí là lâu hơn nữa mình phải làm, và em muốn training, muốn đào tạo cho người ta thì em phải có kinh nghiệm. Những cái giống như là anh như vậy hôm nay anh chia sẻ với em á, đâu phải là từ sách vở gì đâu, anh không thể nào chia sẻ được cho em. Nếu mà em đọc, anh đọc sách thì em chia sẻ cho em, anh không thể chia sẻ được, nó là từ kinh nghiệm. Cho nên là khi mà em tạm thời là em đừng có lo lắng về cái chuyện đó, cái chuyện tuyển dụng quản lý như thế nào. Em mới có 3 tháng thôi mà. Đầu tiên á, là em hãy, đúng như em nói, mình không cần phải là người giỏi nhất, nhưng mình cần phải là người quan tâm đến khách hàng nhất, chăm sóc khách hàng tốt nhất.
thậm chí nhé, anh nói ví dụ cho bây giờ có nhiều khách hàng mà anh không giúp được, bởi vì là nó ngoài cái khả năng công việc của mình, nhưng mình vẫn giúp người ta theo cách Vâng. là gì, mình tìm cho người ta cái người tốt nhất có thể, chẳng có hoa hồng, chẳng có giao kèo gì hết cả, chỉ đơn giản là mình giúp người ta theo kiểu đó thôi. Nhưng mà sau đó người ta lại quay lại, người nhà người ta quay lại. Cái nghề của em ấy, cái việc referral, tức là giới thiệu, khách hàng giới thiệu qua lại ấy, rất là quan trọng. Vâng. Ừ. Bởi vì nó liên quan đến cái sự uy tín, cái độ tin cậy. Cho nên là Vâng. cái việc mà em quan tâm, đừng có lo lắng nhiều về cái chuyện là em phải tuyển sale như thế nào, hoặc là ai sẽ là người thay em sales. Tạm thời trước mắt đó chưa phải là việc chính, em phải là người làm tất cả những đó. Em không thể nào bàn giao cho ai được nếu như mà em chưa làm tốt, và em cũng không muốn đặt cái đứa con tinh thần của mình vào tay người khác. Vâng. Sẽ tại cái thời điểm này Vâng. em chỉ có thể nào mà em làm được cái việc đó khi mà em đã hình thành lên được một cái quy trình, một cái hệ thống mà nó tự động hóa, và em là người quản lý cái hệ thống đó, giống như là các phòng ban nhân sự của em đủ, mọi người biết mình phải làm gì, có các quy trình về báo cáo, về kiểm tra, đó là những cái hệ thống để kiểm soát tự động, thì em mới có Vâng. thể em dứt ra được. Chứ còn nếu như mà em còn chưa làm được tất cả những cái điều đó, thì mà em đã nghĩ đến chuyện là mình phải cho người khác giao việc cho người khác, tức là người khác đào tạo khác như thế nào rồi á, thì nó không ổn, bởi vì em còn quá sớm cho chuyện đó. Khi nào mà em sales, em đi sales, em lấy việc khách hàng mà không còn khả năng làm nữa rồi á, rồi em sẽ tìm những người thứ Vâng. hai hỗ trợ cho em. Bây giờ vấn đề là chưa, khách hàng chưa có đủ, chứ không phải là vấn đề là khách hàng quá nhiều để mà mình phải lo lắng cái việc ai phải đi sales thay mình. Ha. Nghĩ về cái cách mình sale như thế nào cho đúng. Cái quá trình mình sales không chỉ là từ lúc ở cái thời điểm mình gặp khách hàng, mà như anh vừa lấy ví dụ cho em ấy, trước đó mình phải tìm cách mình cho khách hàng mình bán được rồi, và cái cách mình sale như thế nào thì cũng phải, em cũng phải xem xét lại. Anh có rất nhiều video để nói về cách giao tiếp với khách hàng cũng như là các cái tình huống trong bán hàng, thì nếu như mà em cảm thấy mà mình thiếu ở đâu đó thì mình có thể học, ngoài anh ra còn rất nhiều người khác đó, thì em Vâng. làm tốt cái chuyện đó đã ha, giải quyết được cái vấn đề về đơn hàng của mình, khách hàng của mình đủ, thì lúc đó mình mới bắt đầu đến cái đoạn tiếp theo, đó là mình tăng trưởng. Đầu tiên của em đó là việc đang là khởi nghiệp, mà khởi nghiệp em là cái bước đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên. Sau khi mà em ổn Đúng định đấy. rồi em bắt đầu hả, Là em bảo bước đầu tiên khởi nghiệp là mình duy trì và để sống sau cái giai đoạn đầu tiên trước đấy. đúng, bởi vì á kinh doanh á nó phải có thời gian thì nó mới chứng minh được là cái mô hình kinh doanh này nó có đúng hay không, có hiệu quả hay không. 3 tháng không thể chứng minh được cái gì cả, cho nên là em, và có nhiều người thì lại, anh bản thân anh đã có những cái công ty của anh đã chết trước khi đến cái giai đoạn mà nó chín muồi, bởi vì nó phải đến qua một cái giai đoạn thử thách đủ rồi thì nó mới đến cái giai đoạn nó tăng trưởng. Nhưng mà nhiều lúc là mình chết trước cái thời điểm đó, có thể là vì lý do là về vốn, có thể vì lý do là về nhân sự, tức là những người đồng hành cùng mình có trục trặc, hoặc là về một lý do khách quan nào đó, chủ quan khách quan đều có cả, nhưng mà mình chưa đạt được cái điểm mà nó đủ để mà nó thăng hoa, để mà nó tăng trưởng, thì mình đã toi rồi. Khách hàng cần có thời gian để Vâng. đủ nhận diện được em phải cần có thời gian thì mới 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 chứng minh được đủ cho khách hàng. À quên, nói về cái chuyện mới này, anh đề nghị em thế này, website của em bỏ gần 2 năm kinh nghiệm đi, 180 khách hàng, 35 công Vâng. trình, 5 nhà xưởng. Anh đọc cái đó thì Vâng. ok, nhưng đến phần 2 năm kinh nghiệm tự nhiên anh là bị tụt tụt cảm hứng. Vâng. Không ai muốn đặt cái 200 triệu vào một cái người nhà đầu tư mới có 2 năm kinh nghiệm. Em có đồng ý không? Không nhất thiết có thông tin gì mình không nói dối, nhưng mình cung cấp vừa đủ. Vâng. Thêm một nữa ha, khách hàng hỏi em bao nhiêu năm kinh nghiệm. Không biết em có xem video này của anh chưa, nhưng mà cái kinh nghiệm ở đây á, nó không chỉ đơn giản là của em, mà là của cả cái team của em, của cả đội ngũ của em. Anh lấy ví dụ khi anh làm nhà hàng nhé, khi anh mở kinh doanh về nhà hàng, về tiệc cưới các thứ này kia, cái người đi cho thuê nhà, thuê mặt bằng á, họ cũng hỏi anh là anh có bao nhiêu năm kinh nghiệm, bởi vì là người ta không muốn cho một cái người tay mơ thuê nhà người ta, sau rồi đang nhiên này làm ăn không được thì chạy đi sao, đúng không? Khách hàng cũng như vậy đó. Thì bây giờ
để mà anh không có kinh nghiệm, anh mới bước vào nghề thì anh phải làm thế nào? Cái đội ngũ của anh lúc đó tổng cộng lại đến 100 năm kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm lúc này là anh có 5 người trong nhóm, mỗi người 20 năm kinh nghiệm, thì cả 5 người là gì? Là 100 năm kinh nghiệm. Cho nên cái kinh nghiệm ở đây ấy, nó chưa chắc nó phải là công ty đó mới. Nhưng mà những cái người làm trong đó là kinh nghiệm lâu năm rồi, thì cái kinh nghiệm ở đây là của con người chứ không phải của công ty. Những cái người thành viên của công ty có thể là mới làm được trong công ty của em và bắt đầu một cái dự án này, nhưng mà họ đã từng làm hàng chục, hàng trăm dự án từ trước đó. Cái kinh nghiệm đó là rất nhiều. Một là mình không nói dối, nhưng cái thông tin nào mà mình cảm thấy nó không có lợi trong cái thời điểm đầu tiên thì mình phải hạn chế. Còn nếu như sau này khách hàng có hỏi thì mình phải biết cách mình xử lý. Giống như anh vừa nói với em vậy, khách hàng hỏi, anh có một video nói về cái này rồi, mới đi vào nghề khách hàng hỏi không có kinh nghiệm phải làm thế nào. Anh chị yên tâm, có hai vấn đề. Một là kinh nghiệm ở đây ấy, của em là backup, tức là hỗ trợ anh chị không chỉ có em mà một cả một team 5 người 100 năm kinh nghiệm. Anh chị yên tâm chị ạ, với hàng chục công trình, từ hàng trăm công trình, từ công trình 100 triệu đến công trình mấy chục tỷ cũng có. Thứ hai, công ty của em tuy mới nhưng cái vấn đề, cái điểm lợi nhất cho anh, dành cho anh chị đối với công ty mới là gì ạ? Em rất coi trọng những cái đơn hàng này của anh chị. Anh chị đối với em là số 1. Nếu anh chị ra công ty lớn kia, anh chị cũng chỉ là một con số thôi, hàng trăm hàng trăm cái khách hàng khác. Ok, đạt được chỉ tiêu, làm được khách hàng là tốt, tốt. Không làm được thì không sao, bởi vì là còn rất nhiều khách hàng lớn khác họ bù lại. Nhưng mà đối với em, anh chị đối với em rất giá trị. Em coi cái công trình này của anh chị là số 1 đối với toàn bộ cái đội ngũ của em, bởi vì đó là cái mà em muốn chứng tỏ với anh chị cũng như các khách hàng khác của em thấy rằng là em làm được, đội ngũ của em làm được. Nào, anh nói với em như thế, Vâng. khách hàng em có mua? Tất nhiên là đặt từ khi khách hàng thì mình nói tâm huyết như vậy thì em sẽ đồng ý mua. Đó, mới không phải vấn đề. Vâng. Vấn đề là nhưng mà em lại đưa ra cái trang web khi mà không có người nào ở đó giải thích cho khách hàng. Anh không ở đó giải thích cho em không ở đó giải thích cho khách hàng. Người ta chỉ nhìn con số 2 năm kinh nghiệm, đầu tư mấy trăm triệu vào để cho một cái ông mới 2 năm kinh nghiệm làm nghề, có nên không? Đúng không? Vâng. Đó, thế cho nên là thông tin nào mình đưa ra mà nó có lợi thì mình đưa ra để tạo cái ấn tượng đầu tiên, mình không giấu giếm. Nhưng khi khách hàng hỏi đến thì mình phải có cách trả lời ha, và phải nghĩ xem cách trả lời là nó phù hợp cho mình. Không có cái gì là bất lợi ở đây cả, người mới có cái lợi của người mới mà người cũ có cái lợi của người cũ. Đó, bỏ cái điều đó đi ha. Còn cái vấn đề sales như anh vừa nói ấy, đừng có nghĩ nó vội. Đầu tiên của em là phải làm thế nào để bán được hàng trước, tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Tele sale, data sale, tất cả mọi thứ, nhưng mà phải động vào cả những cái giai đoạn khác của khách hàng trong cái quy trình của người ta, cho người ta nhiều cái content hơn, hiểu anh không? Và anh thấy em đã làm, em đã có kế hoạch của rất nhiều thứ mà em đã định làm, như em vừa nói với anh ấy, thì đó đều là những thứ tốt cả. Làm sale bắt buộc em phải làm number one, bởi vì là khách hàng tìm kiếm qua Google chứ không phải qua Zalo hoặc qua Facebook, đúng không? Đó, Vâng. đó. Rồi, anh chưa hỏi quy mô của em bây giờ có mấy người? Dạ, thưa anh là em chia sẻ anh là văn phòng của em hiện tại đang có 4 người. Văn phòng và hiện tại 4 người, trong đó có em và một bạn kiến trúc sư cũng như là một chị, cũng như hai chị, gọi là hai chị về bên sale, tele sale và đi chốt sale. Ok. Và đội ngũ khác. Thế thì thi công thì em tìm bên thi công thứ ba để triển khai à? Và mình làm thương mại mà anh. À, ok. Thế thì cái lý do vì sao mà em quyết định em khởi nghiệp này, vì em thích cái nghề này hay là bởi vì em đã có đơn hàng từ trước hay là như nào? Cái mong muốn em khởi nghiệp thì em đã chia sẻ trước, nói nhất là cái đam mê của mình. Mong muốn thứ hai thì nó cũng là một hiện tại, thì là để giải quyết được cái nhu cầu về thích cái đẹp và mong muốn là giúp cho nhiều khách hàng có nhiều không gian sống tốt hơn. Còn là về cái thứ ba không thể nói được, thì hiện tại cái ngành này cũng đang là ngành hot của thị trường Việt Nam và cũng có nguồn thu nhập của, tương đối là ổn định. Ok. Nói chung là em bắt nguồn là đều là từ bản thân của em hơn là từ thị trường.
Thường ấy thì anh những người bạn mà anh biết làm trong lĩnh vực này ấy, thì giống như là họ khởi nghiệp là khi mà họ đã giả sử như họ làm trong cái lĩnh vực này vài năm rồi, họ bắt đầu họ có liên hệ, họ nói là bây giờ anh ơi, nói với những cái nhà thầu kia là anh ơi bây giờ em muốn nhận những cái khoản thầu những cái công trình nhỏ như này thì em mở công ty thì anh giao cho em nhé, ví dụ thế. Và khi mà có đơn hàng rồi thì họ mới mới thành lập công ty, thì đấy là cái mà anh thường thấy của những người bạn bè của anh, hơn là giống như của Vâng. em là em đam mê làm cái này thì em bắt đầu khởi nghiệp tay trắng không có một cái mối quan hệ gì cả, thì nó rủi ro của chuyện đó. Nhưng mà thôi không sao, mình đã bắt đầu rồi thì bây giờ mình cần phải có cái định hướng để mà cho nó sẽ mất thời gian hơn chút xíu, nhưng mình phải có định hướng đi nó đúng đắn. Ok, Dạ vâng. bây giờ anh chỉ hỏi thêm em một câu nữa thôi, là để mà có thể làm được tất cả những cái điều mà anh em mình vừa chia sẻ thì em nghĩ đâu là cái rào cản lớn nhất, kể cả về bản thân của em, về nhân sự của em, về tất cả mọi thứ, thì đâu là cái rào cản lớn nhất để em có thể làm được tất cả những cái điều mà em muốn làm sắp tới đây? Để mà nói không có rào cản thì không phải, mà có rào cản thì cũng không phải. Thì rào cản lớn nhất hiện tại bây giờ là Bây giờ anh lấy ví dụ nhé, em xác định xem em thử hình dung xem trong 3 năm tới công ty của em sẽ như thế nào, em mong muốn công ty của em sẽ như thế nào. trong 3 năm tới thì em định kế hoạch của mình 3 năm tới là mình là một trong những công ty chuyên thiết kế về nội thất và mang tới không gian xanh cho người Việt. Mang tới không gian xanh cho người Và Việt. đó là vào phong cách là hiện đại, mang tới đặc biệt là chú trọng là không gian xanh cho người Việt và mang những cái chất lượng như là sản phẩm thân thiện môi trường. Cái thị trường này của em đã có nhiều người làm chưa? Trường về không gian xanh này thì hiện tại em định hướng tới thì có một đối thủ duy nhất thì rất là mạnh. Một đối thủ duy nhất. Còn lại các cái nhà thi công khác thì họ chỉ là nói chung là đi Vâng. vào những cái thiết kế bình thường chung chung thôi đúng không? Có đơn hàng gì thì họ làm hết. Còn lại các nhà kinh doanh khác thì người ta chỉ tiến hành tới lĩnh vực của người ta là hoàn thiện nội thất và đề co trang trí bình thường, chưa tới hướng tới đào sâu vào đấy là mang đến cho gia chủ cũng như khách hàng một không gian xanh mà sống tích cực nhất mà thân thiện với môi trường. Nếu mà như những cái gì em vừa nói với anh là đúng á, mà tức là cái sự cạnh tranh nó như vậy á, thì em lại không phải đang ở trong đại dương đỏ, em đang là trong đại dương hơi xanh, nhưng mà em lại chưa Hơi nhận ra xanh. cái điều đó, em lại chưa nhận ra cái điều đó và em lại chưa thể hiện được cái điều đó qua những cái gì mà anh hoàn toàn là từ đầu đến giờ anh nói chuyện với em, và anh thực sự anh nghiên cứu về cái công ty của em từ hôm qua rồi, lúc mà em gửi cho anh cái file PDF mà anh không cảm nhận được cái điều đó, Vâng. không thể hiện được rằng là em là cái, nó giống như là em đang đi một cái thị trường ngách. Ngách ở đây là không phải là bởi vì cái thu nhập hay cái gì cả, ngách ở đây là em đang đi về một cái nhu cầu mà nó chưa có nhiều người cung cấp, Vâng. có thể nó số lượng nó nhỏ nhưng mà nó lại phù hợp với quy mô của em. Và em là một, theo như em nói nhé, anh không biết nhưng mà theo như em nói thì là chưa có nhiều nhà cung cấp, mà thậm chí là chỉ có một người, chứ không phải là xanh là cái gì, mà cái nhu cầu về xanh, về tốt cho con người, về không gian xanh thì nó là cái nhu cầu chắc chắn của tương lai rồi. Bởi vì cái khí hậu bây giờ Việt Nam nó ô nhiễm, rồi thì không gian nó chật hẹp đúng không, thế thì em lại chưa thể hiện được tất cả những cái điều này, em lại đang cho khách hàng thấy mình là một người thiết kế nội thất, lắp đặt nội thất giống như tất cả những người khác, cho nên khách hàng mới mang em ra so sánh với những người khác. Còn nếu như em cho khách hàng thấy em là một người tập trung vào xanh, vào khỏe, vào hạnh phúc, Vâng. thì tự nhiên những người đó tìm tìm đến em á, họ không còn ai để so sánh nữa. Có so sánh với một người ông kia, một ông kia ông to rồi thì một thị trường không thể nào chỉ có một người cung cấp cả, phải có lựa chọn đúng không? Thế thì em phải làm nổi bật được thật mạnh cái yếu tố này ở trong cái tất cả những hình ảnh, những thông điệp của em, những cái bài viết của em,
chia sẻ thật nhiều về những cái không gian xanh, thiết kế xanh, hướng dẫn tại sao cái này nên xanh, ý nghĩa của cái giếng trời là gì. Anh lấy ví dụ đấy, anh không hiểu đâu, anh chỉ là nói ví dụ thôi. Ý nghĩa của cái này là tại sao nó phải thiết kế như này, bởi vì nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho cái dòng không khí nó lưu thông, đúng không? Đấy là những cái mà em làm về cái việc xanh, đúng không? Tức là những cái thiết kế của mình nó phải hài hòa với không gian, với không khí. Đấy là cái anh hiểu. Thì nó phải tốt cho sức khỏe con người, đủ ánh nắng, đủ không đủ lưu thông này kia, ABC. Nhưng mà những gì anh nhìn thấy của em là gì? Em là một đơn vị thiết kế thi công nội thất đơn thuần. Thế thì cái điểm mạnh của em bây giờ thì em là cái điểm mà không ai biết đến. Cái điểm khác biệt của em lại không ai biết đến. Có đồng ý không? Thế thì bây giờ mình phải nổi bật tất cả những điều đó lên. Thì em sẽ khác biệt. Và mình chỉ đưa những, bởi vì mình tập trung vào đó cho nên mình sẽ đưa những nhiều hơn những cái nội dung như vậy. Bởi vì là người ta chỉ đưa ra những cái bài viết, những cái hình ảnh thông tin về thiết kế nhà đẹp, thiết kế đẹp mắt. Nhưng mà mình giải thích với người ta cái bài viết của mình nó chỉ tập trung vào xanh. Mình nói là à, cái này nó đẹp, đã đẹp rồi. Nhưng mà nó còn có những tạo ra những cái lợi ích về sức khỏe sống trong không gian như thế. Đó là cái dòng không khí được lưu thông, ánh sáng đủ. Con cái thì sao? Khi mà ánh sáng đủ thì cái sự vitamin D, lượng vitamin D người nó tốt. Nói chung là tất cả những cái lợi ích và những cái mà khiến cho khách hàng nó cảm nhận được là nó sống trong cái không gian như thế thì nó tốt thật. Và đó là cái mà em khác biệt với người ta. Đúng không? Anh à, đấy là con đang anh phải lên hỏi cái đấy từ đầu. Nhưng mà đó là cái điều mà nãy giờ anh em cũng sao lãng không có đề cập đến, đấy là cái thế mạnh của em chưa có thể hiện được hết. Thì đấy là một điều em phải suy nghĩ nhé. Tất cả những gì anh nói từ đầu đến giờ thì chắc là em cũng lưu lại rồi đúng không? Nếu không thì có thể xem lại ở Ghi chép lại là những cái hạng mục, những cái gì mà được thầy dạy hoặc là chia sẻ hữu ích ạ, em đều ghi lại. Ok. Đấy. Thì bây giờ tôi gọi tốt lại là như vậy. Cái cách mà anh muốn em tư duy đó là phải theo cái khách hàng. Em đã có cái định hướng là suy nghĩ cho khách hàng nhưng mà em lại chưa biết cách làm thế nào. Đánh giá là khách hàng của mình là ai, họ hành xử như thế nào thì đó là cách mình làm tiếp cận về marketing, về tiếp cận khách hàng. Chiến lược cụ thể nó sẽ phải dựa trên những cái điều đó. Sales từ từ đã, em đang mới, em tập trung làm tốt phần của em đã. Khi nào mà đủ mạnh rồi em sẽ hãy tính cái chuyện kia. Em nói với anh em có hai tele sales thì làm thế nào đó để bồi dưỡng hai cái bạn tele sales đó, thuyết phục khách hàng về những cái yếu tố mà anh vừa nói với em từ đầu á. Không, đừng có chỉ tập trung đến chỉ để báo giá. À, em là người khách hàng mà, đúng không? Thì đừng có chỉ về giá. Đưa ra tất cả những cái ví dụ mà anh vừa nói với em để cho người ta thấy được rằng em là một người khác biệt. Thương hiệu của em phải được thể hiện qua tất cả những cái yếu tố mà khách hàng có thể nhìn được, nghe được, cảm nhận được, đọc được. Thậm chí là cái người khi mà người ta tìm đến một công ty, người ta sẽ tìm hiểu về thậm chí là cả cái người thành lập công ty nữa. Ai là cái người sáng lập cái công ty này? Cái người này có trông có vẻ có đúng chuyên nghiệp thật hay không? Có những người ta làm chuyện như vậy. Thậm chí là trong cái hồ sơ trong cái công ty của em chẳng hạn. Thôi được rồi. Về chúng tôi này. Cái trang web của em có một vấn đề ấy, đó là nó không có con người ở trong này. Thì nó bị cảm giác nó bị có khoảng cách giữa người xem với cả cái website. Trong marketing ấy, anh chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa, một kỹ thuật nữa, đấy là để em có thể em khuyến khích khách hàng tương tác tốt hơn với cái trang web của em thì em phải có con người trong đó, mà càng người thật càng tốt. Em, quản lý của em, nhân viên của em, anh lấy ví dụ thôi, nói về cái kho bãi của em chẳng hạn, thì đưa vào những hình ảnh là nhân viên của em đang chăm sóc khách hàng hay là đang thiết kế hay đang lắp đặt một cái gì đó trong những cái trang phục chuyên nghiệp nhé, tất cả một thứ chuyên nghiệp, thì người ta thấy được người thật việc thật hơn, có cái sự tương tác hơn rồi. Thì hoặc là cái ví dụ anh nói em từ đầu mà cái trang web nước ngoài nhìn thấy ngay từ đầu vào đã có một người đứng giao tiếp với khách hàng, lập tức tương tác với khách hàng, giới thiệu khách hàng thấy đây là những cái đẹp, thì ngay lập tức là người ta có cái sự là gì tương tác, bởi vì là có cái mặt người nào, cái này là về tâm lý học của con người nhá, những cái hình ảnh nào mà có mặt người
thì cái độ chú ý nó sẽ cao hơn là chỉ có sản phẩm, bởi vì sản phẩm nó lạnh lẽo, nó không có cái gì nói về cái điều gì cả đó. Dạ vâng. Thì đó, em sẽ phải đánh giá lại cái trang web của em theo cái hướng anh nói từ đầu. 5 giây khách hàng có thể hiểu em làm gì, cái giá trị mà em mang lại cho khách hàng là gì, và để mua được thì chỉ mất 5 giây, tức là ngay lập tức em phải có nút liên hệ hoặc là nút nào đấy gọi điện thoại. Ở đây em có nút điện thoại rồi nhưng mà hơi khó nhìn. À, một cú click chuột. Ngoài ra thì anh sẽ đề xuất em thêm một cái phần, nó gọi là phần về mặt kỹ thuật một xíu, nó là phần chat ở trên website của em. Chat, anh không biết em có Facebook hay không, bởi vì anh không nhìn thấy, nhưng mà Facebook của công ty ấy, nhưng mà cần phải có tính năng chat, bởi vì bây giờ những tính năng chat nó tương tác với khách hàng, thậm chí nó chốt sale, nó giúp em xử lý từ chỗ khách hàng từ rất sớm qua những cái tính năng như vậy. Anh lấy ví dụ nhé, một ví dụ khác rất nhanh thôi, ví dụ như khách hàng vào trang xem cái trang về giá chẳng hạn, thì lập tức cái chat đấy, cái chức năng chat ấy, nó tự động nó đặt cái câu hỏi là anh chị tức là có cái câu hỏi gì về giá hay không. Anh chỉ lấy ví dụ thôi, tức là những cái tính năng mà anh đang nói với em ấy, nó sẽ có hỗ trợ rất nhiều cho cái việc bán hàng của em, hỗ trợ cho cái telesales của em. Khách hàng họ đến, họ có thể họ ngay lập tức họ được giải quyết cái câu hỏi ban đầu của người ta. Thực sự là khách hàng họ ngại nói chuyện với người bán hàng lắm, họ muốn tìm được càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đưa ra quyết định, đúng không? Cho nên mình phải giúp họ giải quyết tất cả những cái điều đó, chứ đừng để bắt khách hàng phải gọi điện thoại cho em rồi thì họ mới đấy. Tất nhiên là mình, và ngoài ra những cái công cụ này còn giúp em lấy được những cái thông tin khách hàng. Ví dụ như họ muốn download, họ muốn tải về một cái, em phải làm những cái PDF chẳng hạn, giống như em gửi cho anh, nhưng phải là thật chuyên nghiệp, thiết kế thật đẹp vào, là các mẫu nhà xanh xu hướng 2022. Anh lấy ví dụ thôi nhé, anh chỉ bị lấy ví dụ thôi. Thì những cái thiết kế đó mà những người họ quan tâm đến này, chắc chắn họ sẽ tò mò, à cái xu hướng năm sau là gì, năm nay là gì. Bởi vì mình đang muốn trang trí nhà mà, thì mình phải tìm hiểu cái xu hướng mới nhất là gì, đúng không? Họ đào vào đó, anh chị vui lòng để lại email, để lại số điện thoại, em sẽ sau đó rồi họ tải về. Thì đấy cũng là một công cụ để em lấy data, và những cái nguồn data đó là cái nguồn tiềm năng nhất, bởi vì họ đã quan tâm đến em rồi đó. Hoặc là kể cả em chạy ad cũng vậy, em chạy ad thì cũng phải là ví dụ như ad của em cũng là bây giờ thiết kế nhà mới, thiết kế nội thất, thì đâu là cái điểm cần phải tránh, 5 điều cần phải tránh khi mà thiết kế đến nội thất. Nghe cái câu đấy thì chắc chắn ai mà có muốn làm nội thất thì chắc chắn họ sẽ đọc, khả năng cao họ đọc, bởi vì là không ai muốn mắc lỗi cả, tiền nhiều mà, mấy trăm triệu bỏ ra, đúng không? Anh chị muốn đào cái này về, em chạy ad trên Facebook, muốn đào cái này về, tải cái này về, vui lòng vào cái landing page để lại thông tin. Hoặc thậm chí là em có thể là dùng Facebook retargeting, khi nào những người nào xem cái app đó rồi, em có thể chạy lại quảng cáo cho họ. Nói chung là nếu như mà sau này em làm về một quy mô nó lớn hơn, thì anh khuyên em là nên đầu tư một chút dành cho những cái đội ngũ marketing họ làm chuyên nghiệp. Có thể thời gian đầu 6 tháng gì đó để họ set up cho em một cái hệ thống cho nó chuyên nghiệp và nó đầy đủ. Sau đó thì em có thể là em có những nhân viên của em tự chạy, tự làm cũng được. Nhưng mà nên như thế. Bởi vì có rất nhiều thứ hiện nay mình phải làm về mặt online để có thể là tiếp cận được khách hàng mà nó hiệu quả. Là thì những cái anh chia sẻ với em chỉ là những cái về mặt kỹ thuật rất là đơn giản thôi, nhưng để cho em thấy được rằng mình có rất nhiều thứ phải làm. Thì cái rào cản lớn nhất để làm được tất cả những điều đó là gì em biết không? Chính là bản thân của em. Em phải dành nhiều thời gian hơn để học những thứ đó. Ha. Anh biết em là người, em nói với anh là em dậy 5 giờ 6 giờ đọc sách, thì là đó là anh và em liên hệ với anh hôm nay, thì anh tin là em là một người có cái tư duy gọi là cầu tiến tốt hơn, cho nên là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình càng phải làm, học và làm nhiều hơn nữa. Ok, trông lại nghiêm túc rồi, các anh nói có gì sai không? Không ạ, thực ra cái gì anh như là trao đổi với em thì thật sự từ đáy lòng em chân thành cảm ơn anh. Thôi nếu mà cái chính là những gì anh chia sẻ cho em là em cảm thấy nó có ích, thì đó là cái điều tốt rồi, và em cứ theo như vậy. Trong thời gian tới thì có thể là nếu như mà bây giờ em quyết định là em sẽ làm theo những gì anh nói, anh chia sẻ với em, thì có thể là vài tháng nữa gọi lại cho anh
nói là anh Duy ơi, bây giờ em làm theo và bây giờ nó thế này thế kia và em thấy tín hiệu tốt hay là tín hiệu không tốt thì cập nhật lại cho anh. Đó, thì có thể như nếu lúc đó thì mình có thể là mình nói chuyện ngắn hơn, bởi vì anh biết đâu anh lại có cái ai cái ý tưởng nào đó giúp em vào thời điểm đó, hoặc là đơn giản chỉ là báo cho anh biết là em đã thấy cái hiệu quả là anh vui rồi. Ok, cũng hay cũng tiếng rưỡi rồi. Ôi, quên đang mà chạy mất thời gian vậy. Em biết. Vâng, cái thời gian của anh cũng quan quý hóa mà anh dành cho em vậy thì một lần nữa em chân thành cảm ơn anh. Respect, tôn trọng anh. Vâng. Cảm ơn em. Thì cái nhiệt huyết của em với công việc như nào thì em dành cái lời cảm ơn chân thành cho anh như vậy. Rồi. Tốt Cảm rồi, ơn. nếu như vậy nếu như vậy thì là tốt. À, chúc em may mắn và 3 tháng thì còn rất mới cho nên là cứ bình tĩnh. À, và suy nghĩ về tất cả những điều anh nói. Nếu như em làm được cái điều đó thì anh nghĩ là em sẽ có cái định hướng tốt rồi. Và những cái gì em respect cho công việc của em cho anh thì cũng mang nó cho khách hàng của em và thể hiện nó ra bên ngoài thì khách hàng họ sẽ đánh giá em tốt nhé. Ok rồi thôi, thế hẹn sớm gặp lại, hy vọng là sớm được nghe tin vui của em ha. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Rồi. Rồi Cảm ơn anh tốt rất rồi. nhiều ạ. Cảm ơn em. Và em Rồi sẽ đăng bye ký khóa bye. việc của anh nhé. Và Hả? khi lúc nào anh mở khóa thì Anh bây sau phẫu giờ thuật thì đúng rồi, phải sau khi đó, sau khi anh phẫu thuật xong rồi hồi phục lại thì anh mới làm được. vâng, thì em sẽ là khách hàng đầu tiên đăng ký khóa đấy của anh. Ok. Rồi, cảm ơn Chúc em đấy nhá. vâng, chúc anh nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi cảm ơn em, chúc em cũng may mắn và thành công trong công việc. Dạ vâng, em chào anh ạ. Bye bye nhá. Bye bye. Anh tắt máy. Dạ, em chào anh. Vâng.